Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. chương 901, một người ngươi không chọc nổi. Lúc Diệp Huyên đi ra vô gian luyện ngục, độc cô Huyên vội chạy đến trước mặt hắn, thấy vẻ mặt lo lắng của độc cô Huyên, Diệp Huyên mỉm cười, không sao ạ. Độc cô Huyên nhẹ giọng hỏi, thật không? Diệp Huyên gật đầu, không lừa người đâu. Độc cô Huyên đang định nói gì thì lúc này, không gian phía chân trời xa xôi bỗng rung lên kịch liệt, ngay sau đó một người đàn ông xuất hiện khi nhìn thấy người đàn ông này sắc mặt độc cô huyên bỗng thay đổi độc cô liên giản tự tại ở bên cạnh cười nói hắn không phải độc cô liên độc cô huyên nhìn giản tự tại nàng ta cười bảo thân thể là độc cô liên nhưng linh hồn không phải độc cô huyên lại nhìn sang độc cô liên lúc này bà ấy mới phát hiện khí chất của người trước mặt hoàn toàn khác với trước kia độc cô liên nhìn về phía giản tự tại mặt ông ta không có cảm xúc nào không biết các hạ xưng hô như thế nào giản tự tại cười đáp giản tự tại độc cô liên khẽ nhíu mày chưa từng nghe qua giản tự tại khẽ mỉm cười bình thường độc cô liên trầm giọng nói vì sao các hạ lại tiêu diệt nhà họ độc cô ta giản tự tại ngây người sau đó cười ha ha người lầm rồi Người diệt nhà họ Độc cô không phải là ta. Nói đến đây, nàng ta chỉ Diệp Huyên ở phía dưới là hắn. Độc cô Liên nhìn Diệp Huyên ở phía dưới, khi thấy hắn, ông ta cau mày, trên người ngươi có huyết thống nhà họ Độc cô. Diệp Huyên không nói gì. Độc cô Liên lại nhìn sang Độc cô Huyên, người cũng là người nhà họ Độc cô. Độc cô Huyên lạnh lùng nói, chắc ông là hồn của tiên tổ. Độc Cô Liên trầm giọng nói, nếu hai ngươi là người nhà họ Độc Cô, sao lại tiêu diệt dòng tộc của mình? Độc Cô Huyên cười khẽ một tiếng, tổ tiên lục lại ký ức của Độc Cô Liên chẳng phải là biết rồi sao? Độc Cô Liên nhìn Độc Cô Huyên, một lát sau, ông ta chậm rãi nhắm hai mắt lại. Không lâu sau, Độc Cô Liên đột nhiên mở mắt ra, lúc này đây, ông ta đã biết hết thảy ngọn nguồn câu chuyện giản tự tại nhìn, độc cô liên, trước mặt, chỉ cười không nói. Một lát sau, độc cô liên, nhìn Diệp Huyên ở phía dưới, ánh mắt lạnh lẽo, cho dù có như nào đi nữa, người thân mang dòng màu nhà họ độc cô, nhưng lại tùy ý giết chóc người trong tộc, ngươi. Diệp Huyên đột nhiên nói, lẽ nào chỉ bọn họ được giết ta, mà ta lại không được giết bọn họ. Độc cô liên, hít mắt lại, lòng ngươi không đặt ở nhà họ độc cô, có giữ lại cũng vô dụng. Nói xong, ông ta định ra tay, nhưng đúng lúc này, giản tự tại ở bên cạnh bỗng nở nụ cười, xem ta là không khí à, nói xong, nàng ta tiện tay vung lên một cái. Độc cô Liên còn chưa kịp phản ứng lại đã bị đánh bay ra xa mấy trăm trượng, không chỉ thế, cơ thể còn lập tức bị vỡ tan, chỉ dư lại linh hồn. Xeo Linh hồn tổ sư nhà họ độc cô lập tức hóa thành hư vô. Độc cô liên ở bên cạnh hoàn toàn biến sắc, xoay người định bỏ chạy. Con yêu thú nhỏ ở phía dưới lập tức nhào ra, chẳng mấy chốc sau, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chương 902, bên trong là cái gì? Diệp Huyên nhìn về phía yêu thú nhỏ, nó đang tham lam liếm lưỡi, vừa nãy linh hồn độc cô liên đã bị nó nuốt chửng. Diệp Huyên nhìn về phía Giản Tử Tại, đa tạ. Giản Tử Tại cười nói, nghĩ thông suốt rồi. Diệp Huyên gật đầu, thông suốt được rất nhiều chuyện. Giản tử tại khẽ mỉm cười, người bây giờ miến cưỡng cũng được coi là không tệ, nhưng vẫn có một khoảng cách nhất định với hai chữ thiên tài. Diệp Huyên khẽ cười nói, từ từ đi, từ từ đi. Giản tự tại cười ha ha, được, tốt lắm, có tâm cảnh này, có thể thành ngọc sáng. Nói đến đây, nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, ta phải đi rồi. Diệp Huyên hỏi, tiền bối muốn đi đâu? Giản tự tại cười nói, nơi ta phải đến. Nói đến đây, nàng ta nhìn về phía con yêu thú nhỏ nọ, nó vội vàng cúi đầu xuống. Giản tự tại nhẹ giọng nói, con thú này chính là hung thú đế khuyển hộ tộc của thần tộc, bản tính nó là ác, chỉ xem trọng cường giả, với thực lực của ngươi bây giờ, căn bản không thể khiến nó cam nguyện thần phục. Giữ nó lại bên cạnh có thể nói là nửa phúc nửa họa, người tự chọn đi. Diệp Huyên nhìn về phía yêu thủ nhỏ, nó vẫn cúi đầu, không thấy được vẻ mặt. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, sau đó nhìn về phía giản tự tại, lại cười bảo, giản cô nương, ta muốn nhận người làm tỷ tỷ nuôi, không biết ý người như thế nào. Giản tự tại ngây cả người, sau đó bắt đầu cười ha hả, nàng ta vừa cười vừa chỉ vào Diệp Huyên, người đúng là tên xảo quyệt, nếu ngươi làm đệ đệ ta, cho dù cho con yêu thú này 10.000 lá gan nó cũng không dám tổn thương ngươi. Chủ ý này của ngươi cũng không tệ đâu. Yêu thú nhỏ ở gần đấy liếc nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Giản tự tại đánh giá Diệp Huyên một chút, sau đó cười nói, được, ta nhận ngươi làm đệ đệ, ha ha. Nói xong, nàng ta xoay người bay lên trời, cùng lúc đó, giọng nói của nàng ta lại lần nữa chuyển đến, nhưng lần này là truyền âm bằng huyền khí cẩn thận tầng 5 tháp giới ngục. Vừa dứt lời, giản tự tại đã hoàn toàn biến mất. Thực lực của giản tự tại đã mạnh quá sức tưởng tượng của hắn, nhưng tên ở tầng 5 này còn mạnh hơn cả giản tự tại. Bây giờ hắn chỉ hy vọng tầng 5 dễ nói chuyện như đại thần tầng 2 và giản tự tại. Nếu không cuộc sống của hắn e là sẽ khổ lắm. Không đúng, sợ là không có cuộc sống luôn. Diệp Huyên lắc lắc đầu, tạm thời không nghĩ đến vấn đề phiền toái này nữa, hắn đi đến trước mặt yêu thú nhỏ, còn yêu thú nọ nhìn hắn, không nói gì. Audio điện tử võ tấn bền Chương 903, oan ức. Diệp Huyên cười nói, ta biết ngươi chắc chắn là đang muốn đập chết ta. Diệp Huyên nói, tùy tỉ tỉ bảo ngươi theo ta, nhưng ta biết rõ trong lòng ngươi xem thường nhân loại, cũng chướng mắt cả ta. Nhưng mà ngươi sẽ không làm trái mệnh lệnh của tỷ tỷ ta, vậy ngươi dù có theo ta đi nữa, cũng không xuất phát từ chân tâm. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, nói tiếp, ba năm, ngươi đi cùng ta ba năm, sau ba năm, ngươi có thể rời đi bất cứ lúc nào, ta sẽ nói lại với tỷ tỷ cho, được không? Yêu thú nhỏ im lặng. Diệp Huyên cười nói, chuyện này với ngươi hay với ta đều là kết quả tốt nhất rồi. Ngươi thấy đúng không? yêu thú nhỏ nhìn về phía Diệp Huyên, ba năm, ba năm sau ta sẽ đi. Diệp Huyên nói, được. Nói xong, hắn hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp, hỏi một chút, thực lực của ngươi bây giờ. Yêu thú nhỏ im lặng một chốc, rồi đáp, năm đó nội đan ta đã bị vỡ vụn, thực lực giảm mạnh, bây giờ thực lực của ta ngang với thánh cảnh của nhân loại, tất nhiên, cường giả thánh cảnh bình thường còn lâu mới là đối thủ của ta diệp huyên hỏi có thể khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao không vẻ mặt yêu thú nhỏ hơi trầm xuống khó trừ khi có cơ duyên đặc biệt diệp huyên khẽ gật đầu đã hiểu lúc này độc cô huyên đi tới cạnh diệp huyên nhẹ giọng nói liên nhi tay phải diệp huyên chậm rãi nắm chặt lại một lát sau hắn trầm rong nói giản cô nương nói không tìm thấy con bé ở nhà họ cổ nói cách khác có lẽ con bé không ở nhà họ cổ có lẽ con bé không sao đâu ạ à. nói đến đây sắc mặt hắn lạnh đến mức đáng sợ đế khuyển liếc mắt nhìn diệp huyên sau đó đi sang một bên thấp giọng thở dài oan ức nhớ khi xưa nó đường đường là đế khuyển của thần tộc từng oai phong đến mức nào mà giờ đây lại phải đi theo một nhân loại hơn nữa còn là nhân loại yếu như thế vấn đề là nhân loại này còn là đệ đệ của nàng ta nghĩ tới đây nó lại lần nữa thở dài thườn thượt. Ba năm, chương 904, ngươi, sao ngươi có thể không sợ gì hết? Cũng may, với nó mà nói, ba năm chỉ là một cái chớp mắt. Đúng lúc này, phía chân trời xa xa đột nhiên xuất hiện ba người, cầm đầu là một ông lão, ánh mắt ông lão nhìn thẳng vào Diệp Huyên ở phía dưới, khi thấy hắn suy yếu như vậy, ông lão chợt ngẩn người ra, sau đó lão hưng phấn kêu lên, Diệp Huyên, người bị thương rồi. Diệp Huyên nhìn ông lão, ông lão khẽ mỉm cười, muốn mời ngươi đến bác phó tông ta một chuyến. Yêu thú nhỏ ở bên cạnh đang định ra tay thì Diệp Huyên đột nhiên nói, được, ta đi với các ngươi. Yêu thú nhỏ nhìn về phía Diệp Huyên, không rõ hắn nghĩ gì. Diệp Huyên không hề trả lời mà chỉ đứng lên, đi thôi. Yêu thú nhỏ liếc mắt nhìn Diệp Huyên, không cần phải hỏi, tên này chắc chắn có âm mưu đây là một âm mưu khổng lồ đế khuyển tuy mới tiếp xúc với diệp huyên không lâu nhưng cũng biết tên này bình thường trông thì vô hại chứ trong bụng toàn những thứ xấu xa nên lúc nào cũng mang lòng cảnh giác với hắn tóm lại đây là một người rất rất xấu ông lão thấy diệp huyên chậm rãi đi đến thì bày ra vẻ đề phòng theo những gì họ điều tra được người này rất có thể có liên quan đến sự kiện nhà họ cổ bị diệt môn cho dù không tin Diệp Huyên có thể làm được điều đó nhưng cẩn thận chút vẫn hơn. Nhưng khi hắn đến gần, ông lão khẽ ngây ra, ngươi. Khí biến cảnh. Diệp Huyên thản nhiên gật đầu, dùng thuật thần thông lúc đánh nhau nên bị phản phệ, tu vi thụt lùi, có vấn đề gì không? Lão trừng mắt, ngươi. Sao ngươi có thể không sợ gì hết? Hắn thở ơ đáp, sợ thì được gì? Dù sao các người cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ta. Ông lão lắc đầu, nếu báu vật ấy không ở trên người hắn, giết rồi chúng ta biết đi đâu mà tìm. Trước tiên cứ mang hắn về tông môn đã, ở đó bản lĩnh cao cường đến đâu cũng chạy đằng trời. Đối phương do dự, hắn có thể không diệt môn nhà họ Cổ, nhưng nhà họ Độc cô chắc chắn do hắn ra tay. Tên này thật sự không đơn giản. Dù thế nào đi nữa cứ mang hắn về cho các trưởng lão xử lý đã. Ông lão gật gù, nhịp bước nhanh hơn chương 905. Sau lưng họ, độc cô huyên âm thầm truyền âm với Diệp Huyên, Huyên Nhi, bác Phó tông rất có sức ảnh hưởng ở thiên vực, từ địa vị đến thực lực đều hơn nhà họ cổ. Tình trạng hiện giờ của con. Trước câu nói bị bỏ dở của bà, Diệp Huyên chỉ nhẹ giọng đáp, trốn tránh cũng không giải quyết được vấn đề. Khi một bàn tay đưa sang nắm lấy tay hắn, Diệp Huyên khẽ run lên nhưng không rút về. Cho dù thế nào, ta sẽ luôn ở bên con, độc cô Huyên cam đoan. Diệp Huyên rũ đầu không nói gì. Một chốc sau, bọn họ đi đến núi Bắc Huyền ở phía nam thiên vực với những dãy núi trùng điệp trải dài vạn dặm, lan khắp bốn phương, cũng là nơi tọa lạc của Bắc Võ Tông. Vừa đến chân núi, đập vào mắt họ là một pho tượng sừng sững cao đến nghìn trường. Độc cô Huyên nhỏ giọng giải thích, đó là Trần Bắc Huyền, người từng sáng lập Võ Tông, một nhân vật truyền kỳ. Phó Tông, không phải bác Phó Tông ư, Diệp Huyên hỏi lại. Bà lắc đầu, bác Phó Tông và Nam Võ Tông trên thiên vực này từng là một Võ Tông, sau đó hai vị thiên tài trong Tông phát sinh ý kiến bất đồng nên chia ra làm hai. Dù vậy thực lực của họ vẫn rất kinh khủng, nếu vẫn còn là một hẳn sẽ không kém vị ương tinh cung chút nào. Diệp Huyên gật đầu, con hiểu rồi. Dưới sự dẫn đường của ông lão, mọi người nhanh chóng đi đến võ điện của bác Phó Tông ông lão cầm đầu đi vào trước diệp huyên lẳng lặng đứng đợi bên ngoài độc cô huyên vẫn luôn nắm tay hắn con yêu thú nhỏ thì hoàn toàn không có hơi thở trông chẳng khác gì một con yêu thú bình thường nên những người kia không buồn để tâm đến nó vào đi chuyện xuyên nhanh một hồi sau ông lão bước ra gọi diệp huyên rồi lại đi vào diệp huyên độc cô huyên và đế khuyển mới cất bước đi theo sau một hồi quan sát Bà ta mỉm cười, quả nhiên là anh hùng suốt thiếu niên, thiên phú đã thuộc dạng yêu nghiệt, dáng dấp cũng vô cùng tuấn tú. Hiện nay tông chủ không rõ tung tích, vậy ta thay mặt thu nhận ngươi, đưa lên làm thiếu tông chủ bác phó tông, ngươi thấy thế nào? Diệp huyên nghe vậy chỉ nhếch môi, ta có tài đức gì? Trần Bác Huyền bật cười, nói vậy là ngươi đang xem thường bác phó tông ta ư? Phải, chương 906, vị ương tinh cung cái gật đầu hết sức thản nhiên của hắn khiến một sự im lặng bao trùm lấy cả điện. Bỗng nhiên một ông lão áo đen đứng bật dậy, quắc mắt phun ra, lão sược. Ngươi! Nhưng Diệp Huyên chỉ lắc đầu, chư vị à, ta biết các người đưa ta đến đây nào phải muốn ta làm thiếu tông chủ gì, mà chỉ muốn báu vật trong tay ta thôi, đúng không? Những người khác không ngờ hắn lại huyệt vẹt như vậy, ai nấy đều lộ vẻ đều bất ngờ, nhìn hắn không rời mắt. Người khiến chúng ta ngạc nhiên đấy, Trần Bác Huyền bỗng phì cười, vừa nói vừa nhìn Diệp Huyên, người dám đến đây lại còn bình tĩnh đến vậy, có lẽ là còn giấu chiêu gì trong tay nhỉ? Mang ra cho bọn ta xem nào. Diệp Huyên cất giọng, nhà họ độc cô muốn nó, bọn họ đã không còn. Nhà họ cổ muốn nó, họ cổ cũng không còn. Tông chủ nam võ tông các người cũng muốn nó, mạng cũng để lại. Bác phó tông đây là muốn bị nhổ cỏ tận gốc hay sao? đôi mắt người đàn bà nheo lại, người đang uy hiếp chúng ta ư. Diệp Huyên cong môi, bà có thể hiểu như vậy. Nụ cười của bà ta trở nên lạnh lẽo, vậy để chúng ta xem người có bản lĩnh gì. Vừa dứt lời, một hơi thở hùng hậu đã ầm ầm vô đến. Nơi nó đi qua, không gian chấn động kịch liệt như sắp sửa đứt đoạn, trông vô cùng đáng sợ. Nào ngờ, một cái móng vuốt bất thình lình xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nhẹ nhàng vỗ xuống quỳnh luồng khí tức kia tan biến như một làn khói. Những người có mặt không khỏi chố mắt nhìn đế huyền đang đứng trước người thanh niên, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng, bao gồm cả Trần Bắc huyền. Diệp huyền mở tay phải ra, một thanh kiếm xuất hiện, không phải chấn hồn mà chính là thanh kiếm cắm trên đỉnh tháp. Những người khác vừa nhát thấy nó đã lập tức biến sắc, cuống quyết lùi lại, ngay cả đế huyền cũng tỏ vẻ kiêng kỵ bởi vì thanh kiếm này thật sự quá khủng bố nó cứ lơ lửng giữa điện như đang dập dìu trên những ngọn sóng đồng thời mang lại áp lực như núi đè lên vai họ diệp huyên nhẹ giọng nói nếu bác phó tông muốn đánh diệp huyên ta luôn sẵn sàng phụng bồi ông lão áo đen gần đó cười khẩy mạnh mồm nhỉ diệp huyên liếc mắt nhìn ông ta đến nhà họ cổ ta còn diệt được thì sợ gì bác phó tông các ngươi lão ta gần giọng bác phó tông chúng ta mà sợ ngươi ngươi vậy đánh thôi diệp huyên thốt lên rồi đưa một chân về sau trước mặt hắn đế khuyển vỗ móng xuống ầm uhm. một luồng khí hung tợn cuồn cuộn như núi lửa bùng nổ túa ra từ cơ thể nó tiếng nổ vỡ liên tục vang lên trong khắp võ điện cường giả bốn phía không ngừng thối lui chậm đã diệp huyên bỗng nhiên lên tiếng không chỉ yêu thú nhỏ đang chuẩn bị ra tay mà cả Trần Bắc Huyền đang vận sức cũng đồng thời dừng lại. Chỉ thấy hắn chắp tay lại, chạm vào thanh kiếm trước mặt, nhẹ giọng nói, thưa sư tôn, đệ tử vô năng, không thể một mình giết sạch cửu địch, mong sư tôn tương trợ. Nói rồi, hắn dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy thân kiếm. Choang! Một tia kiếm mình giết lên, không gian trong chu vi nghìn trượng răng rắc vỡ tan, mặt đất dưới chân ẩm ẩm nứt toác những người khác ngây ra như phóng, ngay cả đế khuyển cũng nhìn Diệp Huyên với vẻ khó tin. Trần Bắc Huyền nhìn Diệp Huyên chầm chầm, rốt cuộc người sau lưng ngươi là ai? Bà không đoán ra à, hắn nhàn nhạt hỏi lại. Bà ta cau mày suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên biến sắc thốt lên, vị ương tinh cung. Thế lực lớn nhất và bí ẩn nhất tinh vực vị ương. Chỉ có nó và thánh địa mới có thể dễ dàng xóa sổ hai nhà cổ và độc cô đến vậy. Nào ngờ bà ta vừa dứt lời, Diệp Huyên im lặng một hồi rồi thốt lên, bà đã biết quá nhiều rồi. Câu nói của hắn khiến sắc mặt Trần Bắc Huyền trắng bệch như giấy, người muốn giết người diệt khẩu ư. chương 907, đáng tiếc. Giết người diệt khẩu. Khóe mắt Diệp Huyên giật lên một cái, người phụ nữ này nghĩ xa ghê. Diệp Huyên không nói gì, hắn dẫn độc cô Huyên xoay người rời đi, đi được vài bước, hắn đột nhiên dừng lại, hỏi lại một lần nữa bác phó tông muốn chiến không trong điện sắc mặt đám cường giả bác phó tông đều khó coi làm càn diệp huyên này quá kiêu ngạo mà diệp huyên càng làm càn bọn họ lại càng kiêng kỵ bởi vì điều này có nghĩa là diệp huyên không hề sợ hãi sau lưng hắn có người cứ thế dưới cái nhìn chăm chăm của đám cường giả bác phó tông diệp huyên dẫn độc cô huyên và đế khuyển rời đi sau khi Diệp Huyên rời đi, một ông lão bên cạnh Trần Bắc Huyền trầm giọng nói, người tin sau lưng hắn là vị ương tinh cung thật à. Trần Bắc Huyền lạnh lùng đáp, có quan trọng không? Ông lão nhìn Trần Bắc Huyền, Trần Bắc Huyền lại nhìn phía xa xa, còn yêu thú kia ngươi đánh lại được không? Ông lão lắc đầu. Lão là thánh cảnh, nhưng con yêu thú kia vẫn mang lại cảm giác cực kỳ nguy hiểm cho lão trần bắc huyền lại nói yêu thú mạnh mẽ như vậy lại tình nguyện đi theo hắn sau lưng hắn cho dù không phải vị ương tinh cung cũng chắc chắn là một thế lực khổng lồ nào đó còn thanh kiếm kia nữa chỉ một thanh kiếm mà đã ngăn lại được khí thế của chúng ta người nghĩ chủ nhân của kiếm này mạnh đến thế nào ông lão trầm mặc ông lão trầm giọng nói những thế lực này sẽ ra tay với hắn sao trần bắc huyền cười nói hấp dẫn quá mà bọn họ sẽ phải động lòng thôi. Nhất là Thánh Địa và Vị Ương Tinh Cung, nếu Thánh Địa muốn vượt qua Vị Ương Tinh Cung thì bọn họ phải có được cơ duyên to lớn. Mà nếu Thánh Địa muốn lấy được bảo vật trên người Diệp Huyên, Vị Ương Tinh Cung chắc chắn sẽ không ngồi yên mà nhìn. Hãy chờ xem, thiên vực này sẽ càng ngày càng loạn. chương 908, Vị Ương Thành Sau khi rời khỏi Bắc Võ Tông, Diệp Huyên về tới vô gian luyện ngục, bây giờ vô gian luyện ngục này tương đương với nhà hắn ở thiên vực này. Hắn cũng không có ý định trốn, bởi vì hắn biết, thế lực khắp thiên vực đều đang quan sát hắn, hắn càng trốn thì càng nguy hiểm. Hắn càng quang minh chính đại, thì người trong bóng tối càng kiêng kỵ hắn. Chữa thương Diệp Huyên ngồi xếp bằng xuống đất, tiếp tục chữa thương. Hiện tại cơ thể hắn từ trong ra ngoài đều bị thương nghiêm trọng, nhất định phải mau chóng khôi phục lại, nếu không hắn không hề có chút sức chiến đấu nào. Cứ thế, hai ngày sau, vết thương toàn thân Diệp Huyên từ trên xuống dưới gần như đã khôi phục hẳn. Sau khi khôi phục, hắn vẫn là khí biến cảnh, hắn cũng không định đột phá lên. Mà sau khi thương thế hắn khôi phục, hắn lại càn quét nhẫn chứa đồ ở trong tháp giới ngục, lúc trước hắn lợi dụng tháp giới ngục để chém giết đám người cổ thiên, bên trong tháp giới ngục có hơn 30 nhẫn chứa đồ. Không nhìn thì không biết, nhưng vừa nhìn đã giật mình. 30 nhẫn chứa đồ gộp lại có hơn 15 triệu tử nguyên tinh, cộng thêm vốn sẵn có của hắn, hiện tại hắn có đến 32 triệu viên tử nguyên tinh. Mà ngoài ra, trong nhẫn chứa đồ còn có đến 2-3 bảo vật bậc thánh, theo thứ tự là một bộ giáp, một cái diều dài, còn có một cây trường côn. Tuy đều là bậc thánh, nhưng lại không vừa mắt diệp huyên được cái nào bởi vì bây giờ hắn có trang phục chư thần còn có kiếm chấn hồn hắn không biết kiếm chấn hồn là bậc gì nhưng nó chắc chắn không thấp hơn trang phục chư thần thậm chí là vượt qua trang phục chư thần thứ có thể khiến giản tự tại coi trọng chắc chắn không phải đồ tầm thường diệp huyên gật đầu con muốn mua thêm vài thanh kiếm tiện thể tìm người giúp đỡ tìm liên nhi luôn ạ à. hiện tại diệp liên không rõ tung tích mà cả nhà họ cổ đã bị tiêu diệt sạch hắn không thể tìm kiếm được, vì thế bây giờ hắn phải có người giúp đỡ, nhiều người mới nhiều sức. Độc cô Huyên trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói, vị ương thành. Vị ương thành, chương 909, vậy phân hồn thì sao? Diệp Huyên khẽ nhíu mày, vị ương tinh cung. Độc cô Huyên gật đầu, vị ương thành là thành trì lớn nhất thiên vực, cũng có thể nói là thành trì lớn nhất tinh vực vị ương chúng ta. Thành này có liên hệ với vô số giới, bao gồm cả nam vực và bắc vực thậm chí cường giả yêu vực cũng thường xuyên đến đây mua bán bởi thế vị ương thành cực kỳ phồn hoa đương nhiên cũng cực kỳ phức tạp bởi vì có các cường giả từ khắp các giới đến còn có cường giả bản địa của thiên vực nếu chúng ta muốn tìm liên nhi đi đến đây tìm người giúp đỡ là lựa chọn tốt nhất còn muốn mua đồ nơi này cũng thích hợp nhất nhưng mà nói đến đây bà ấy nhìn diệp huyên rồi tiếp lời bây giờ huyên nhi đang mang bảo vật trên người nếu đến thành này diệp huyên cười nói không sao ạ à, đánh không lại thì con chạy đánh thắng được thì con sẽ giết độc cô huyên khẽ gật đầu được cứ thế diệp huyên dẫn độc cô huyên cùng đế khuyển không quá tình nguyện kia đi đến vị ương thành có hơi xa nên bọn họ đi thuyền tinh vân chuyện mới cập nhật bên trong tháp giới ngục diệp huyên ngồi xếp bằng xuống đất trước mặt hắn là kiếm chấn hồn đang lơ lửng từ sau khi kiếm chấn hồn theo hắn hắn vẫn chưa nghiên cứu kỹ qua kiếm này theo lời giản tự tại kiếm này còn đại diện cho một loại pháp tác pháp tác gì đây diệp huyên suy nghĩ một chút sau đó đưa tay nắm chặt lấy kiếm chấn hồn trong nháy mắt hắn cảm giác tâm thần của bản thân vô cùng bình yên cảm giác này hắn chưa từng có bao giờ nhưng vào lúc này một giọng nói nữ lanh lành vang lên trong đầu hắn, tiểu chủ, ta được tạo thành từ lực lượng của vô số hồn phách cùng với hồn tinh của trí bảo này, người nắm giữ ta có định tâm thần, chấn hồn phách, tâm thần sáng tỏ. Diệp Huyên ngây cả người, sau đó hỏi, ngươi là linh của kiếm chấn hồn. Diệp Huyên vội vã hỏi lại, vậy phân hồn thì sao? Linh của kiếm chấn hồn nói, phân hồn nghĩa là tách hồn khỏi xác, trong vòng trăm trượng, Ta có thể tự động khóa chặt đối phương, triển khai khả năng vô thượng để cưỡng ép tách hồn phách đối phương ra khỏi thể xác. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi. Thần khí, chương 910, không cho mình chút mặt mũi nào. Cái gì là thần khí? Đây chính là thần khí đó. Diệp Huyên nén tâm tình kích động lại, hỏi tiếp, vậy thu hồn nghĩa là thu hồn phách về đúng không? Linh của kiếm trấn hồn đáp: thu hồn là thu phục hồn phách của đối phương, sau khi thu phục, có thể giấu vào bản thể của ta rồi luyện chế thành âm hồn, sức chiến đấu của âm hồn mặc dù không mạnh, nhưng lại có thể tự do qua lại bất cứ nơi đâu mà không để lại dấu vết. Chủ nhân cũ đã từng luyện chế ngàn vạn âm hồn, việc của chư thiên vạn giới ngài đều rõ như lòng bàn tay. Tất nhiên, việc này đã khiến thiên địa nổi giận, rất có thể khiến thiên đạo phản phệ lại. Diệp Huyên có chút hưng phấn, cũng có chút kích động thật không ngờ. Hắn thật không ngờ kiếm chấn hồn này lại khủng bố đến vậy, đã không thể hình dung bằng từ kiếm nữa rồi, nó còn khủng bố hơn một số cường giả thánh cảnh nữa. Như nghĩ đến điều gì, hắn vội vã hỏi, trang phục chư thần và ấn xã tắc của ta cũng là bậc tạo hóa sao? Linh của kiếm chấn hồn nói, không phải, bộ trang phục này của người chỉ có thể tính là bậc tiên cực phẩm, nhưng nếu chúng nó có cơ duyên thì sẽ bước vào tạo hóa cảnh, cũng không phải là không có khả năng. Còn ấn xá tắc của tiểu chủ này thì bản thân nó là tạo hóa cảnh, nhưng linh của nó đã biến mất, trừ khi một lần nữa ngưng tụ thành linh lại, nếu không nó chỉ có thể miễn cưỡng là bậc tiên. Diệp Huyên gật gật đầu, như nghĩ đến điều gì, hắn lại hỏi, người có thể nhìn được ba thanh kiếm trong tháp này đúng không? Chúng nó là bậc gì? Ba thanh kiếm này. Đối với thanh kiếm này, Diệp Huyên vẫn luôn tò mò, tò mò chúng rốt cuộc là cấp bậc gì. Linh của kiếm chấn hồn trầm mặc một chốc rồi nói, xin lỗi tiểu chủ, ba thanh kiếm này đã vượt quá nhận thức của ta, thế nên ta cũng không biết chúng có cấp bậc gì. Diệp Huyên trầm mặc. Xem ra cấp bậc của ba thanh kiếm này còn cao hơn rất nhiều rất nhiều so với hắn tưởng tượng. Linh của kiếm chấn hồn im lặng. Diệp Huyên đen mặt lại. Có cần phải nói trắng ra như vậy không? có cần phải nói trắng ra như vậy không? Không cho mình chút mặt mũi nào. chương 911, hai lần. Lúc này, linh của kiếm chấn hồn lại nói tiểu chủ. Thật ra người cũng không kém đến vậy, người vẫn có ưu điểm, ví dụ như da mặt người rất dày, chủ nhân cũng không thể so với người được đâu. Diệp Huyên Linh của kiếm chấn hồn lại nói, hơn nữa, tuy thiên phú của tiểu chủ không tốt lắm, nhưng phúc duyên của tiểu chủ lại rất lớn, người biết đấy có vài người từ khi sinh ra đã có được những thứ mà người ta phấn đấu cả đời cũng không có được ví dụ như khoan đã diệp huyên vội vàng nói người đang khen ta hay đang mắng ta vậy linh của kiếm trấn hồn lại nói tiểu chủ đừng để ý nhiều quá vì vận may cũng là một loại thực lực diệp huyên linh của kiếm trấn hồn nói tiếp tiểu chủ còn gì thắc mắc không Diệp Huyên nghiêm túc hỏi, bây giờ ta có thể khống chế ngươi hoàn toàn không? Linh của kiếm chấn hồn đáp, không thể, bởi vì linh hồn của tiểu chủ vẫn chưa đủ mạnh. Không đúng, ở giai đoạn này mà linh hồn của tiểu chủ đã đạt được trình độ như vậy thì cũng coi như là hiếm có. Nhưng nếu muốn khống chế ta hoàn toàn thì vẫn còn thiếu rất nhiều. Bây giờ mỗi ngày tiểu chủ chỉ có thể sử dụng ta hai lần, sau hai lần, linh hồn của tiểu chủ sẽ bị phản phệ, loại đau đớn đó tiểu chủ chắc chắn không muốn trải nghiệm đâu. Hai lần. Linh của kiếm chấn hồn đáp, tháp này không phải là đồ vật của tứ duy, nếu như ta tiếp xúc với nó nhiều, không chừng lại có thu hoạch mới, mong tiểu chủ cho phép. Diệp Huyên cười nói, đi đi. Được Diệp Huyên đồng ý, kiếm chấn hồn lập tức hóa thành một luồng kiếm quang biến mất không còn tâm hơi. Diệp Huyên đang định tu luyện thì đúng lúc này, Tiểu Linh Nhi đã bay đến trước mặt hắn, Tiểu Linh Nhi liếc mắt thanh kiếm chấn hồn đang bay tới bay lui ở phía xa xa, nó là ai vậy? chương 912, Kiếm Ý Ác Nghiệp Diệp Huyên cười nói, một thanh kiếm. À! Tiểu Linh Nhi hơi cúi đầu, hình như tâm trạng không được tốt lắm. Diệp Huyên nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Linh Nhi, sao vậy? Hình như ngươi không vui. Tiểu Linh Nhi khẽ đáp, ta cảm nhận được ở tầng 5. Có hơi thở rất tà ác, ta, ta sợ. Tầng 5. Diệp Huyên lập tức biến sắc, hắn ngẩng đầu nhìn về nhìn tầng 5, rốt cuộc ở đó giam cầm thứ gì? Tiểu Linh nhi nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Diệp Huyên, nhỏ giọng nói, sợ lắm. Diệp Huyên cười nói, đừng sợ. Nói xong, hắn chỉ chỉ lên trên, thấy ba thanh kiếm kia không? Có chúng nó ở đó, tên ở tầng 5 chắc chắn không dám làm hại ngươi ba thanh kiếm. Tiểu Linh Nhi nhìn chầm chầm, sau đó nở nụ cười, hình như đúng là vậy. Nói xong, cô bé xoay người chạy đi, nhưng chẳng bao lâu sau lại quay ngược trở về trước mặt Diệp Huyên, mà trong lòng cô bé nay có ôm một quả cây, cô bé rúi vào lòng Diệp Huyên, ăn đi. Diệp Huyên cười nói, ừ. Tiểu Linh Nhi nở nụ cười tươi giói, sau đó lại đi tưới nước cho linh quả của mình. Diệp Huyên ăn quả cây trong tay chẳng mấy chốc, một luồng linh khí tinh khiết lan ra trong cơ thể hắn, nháy mắt, hắn cảm giác toàn thân vô cùng thoải mái. Thứ tốt! Diệp Huyên hơi kinh ngạc, hắn hơi đánh giá thấp hiệu quả của linh quả này rồi. Nếu bán mấy linh quả này thì chắc chắn sẽ thu về không ít tử nguyên tinh. Nhưng hiện tại hắn cũng không thiếu tiền. Diệp Huyên áp chế hoàn toàn kiếm ý thiện niệm lại, điên cuồng phóng kiếm ý ác niệm ra, chẳng mấy chốc, bốn phía chung quanh hắn đã xuất hiện một luồng hơi thở tả ác. Cái gì là thiện? Cái gì là ác? Vấn đề này vẫn luôn làm hắn chăn trở, bởi vì thiện ác không có định nghĩa tiêu chuẩn nào cả. Nhưng giờ phút này hắn lại không nghĩ nhiều như thế, hắn chỉ muốn khuếch trương mặt ác này thật nhanh mà thôi. chương 913, bình tĩnh đến mức bất thường. Ác. Nhân tính bản thiện, nhưng thật ra lại có một nửa ác bản thân hắn đi từ thanh thương giới đến bây giờ đã phát hiện ra một chuyện, đó là thế giới này khắp nơi đều tràn ngập ác ý, nhất là vào giây phút hắn nắm giữ được tháp giới ngục, hắn đã cảm nhận được ác ý của vô số người. Ác, trước kia, hắn chỉ xem trọng thiện ác của bản thân, mà giờ hắn phát hiện ra, có lẽ bản thân đã sai rồi. Thiện ác không phải chỉ nhìn vào chính mình, mà còn phải nhìn vào người khác nữa. Cứ thế, thời gian từng chút trôi qua, trong tháp giới ngục, kiếm ý ác niệm của Diệp Huyên ngày càng mạnh, mà vẻ mặt của hắn dần trở nên dữ tợn, bởi vì giờ khắc này trong đầu hắn tràn ngập ác niệm. Bên ngoài, thuyền tinh vân đột nhiên dừng lại, bởi vì trước mặt bọn họ có một chiếc thuyền tinh vân to lớn hơn, nó vừa khéo chặn lại đường đi của bọn họ. Đế khuyển nằm nhoài trên bong thuyền tinh vân, như đã ngủ say. Vẻ mặt độc cô Huyên nghiêm lại, bởi vì người đến không có ý tốt. Lúc này, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện cách độc cô Huyên không xa, gã mặc một bộ trường bào rộng rãi, hai tay ẩn trong áo, trên mặt có ý cười không tên, nghe nói Diệp Huyên ở đây, không biết có thể ra gặp mặt được không. Độc cô Huyên đang định nói chuyện thì đúng lúc này, phía sau bà ấy có một thanh niên bước ra. Chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên rất bình tĩnh, hắn đi đến cạnh độc cô Huyên, sau đó quay sang hỏi người đàn ông kia chuyện gì. Người đàn ông trung niên đánh giá Diệp Huyên một chút, hít hai mắt lại, khí biến cảnh. Diệp Huyên gật đầu, đấu một trận với người ta, thi triển thuật thần thông bị phản phệ, cảnh giới tụt dốc, hiện tại đang dần khôi phục lại. Các hạ tìm ta có chuyện gì? Người đàn ông trung niên nhìn chầm chầm Diệp Huyên, nghe nói trong tay người có một bảo vật siêu cấp, chúng ta muốn nhìn thử, không biết ngươi có đồng ý không? Diệp Huyên cười nói, vậy thì có gì đâu, một món đồ mà thôi các người muốn xem thì cứ xem nói xong diệp huyên xòe lòng bàn tay ra một cái ấn hiện ra giữa tay hắn ấn xã tắc người đàn ông trung niên cứ nhìn chằm chằm diệp huyên như thế giờ phút này gã cực kỳ đề phòng không đúng phải là có chút e dè. bình tĩnh từ lúc vừa gặp đến giờ diệp huyên quá bình tĩnh bình tĩnh đến mức bất thường chương 914, rốt cuộc ngươi đang dở cho gì? Bởi vì trong tình huống bình thường, Diệp Huyên phải sợ sệt, dù sao bây giờ hắn chỉ là một khí biến cảnh, nhưng Diệp Huyên lại quá bình tĩnh, hơn nữa còn vô cùng hợp tác. Chuyện khác thường tất có mưu mô. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, Diệp Huyên, bảo vật này ở trên người ngươi chỉ khiến ngươi gặp phải tai họa trùng trùng thôi, ngươi hiểu không? Diệp Huyên gật đầu, nghiêm túc nói ta hiểu, vì thế ta đồng ý giao bảo vật này ra cho các hạ, để cầu an toàn cho bản thân. Nói xong, giữa lông mày hắn xuất hiện một ảo ảnh tòa tháp nhỏ ngưng tụ lại. Nhìn thấy cảnh này, người đàn ông trung niên liên tiếp lùi về phía sau, sắc mặt gã cực kỳ khó coi, Diệp Huyên, rốt cuộc ngươi đang bày trò gì? Diệp Huyên làm vẻ vô tội, ta không có bày trò gì cả, chỉ là muốn giao bảo vật cho ông thôi mà. Ông không muốn à? sắc mặt người đàn ông trung niên lạnh xuống đến mức đáng sợ, Diệp Huyên, ngươi. Trực giác nói cho gã biết, chuyện này rất không bình thường, phải là quá không bình thường. Nhưng cứ thế rời đi thì gã lại không cam lòng, hơn nữa nếu rời đi thì phải báo cáo kết quả với phía trên như nào đây. Sau một hồi dần co, người đàn ông trung niên mới nói, người đặt bảo vật đó đặt ở trước mặt ta, ta tự đến lấy. Diệp Huyên gật gật đầu, được thôi, Nói xong, ảo ảnh tòa tháp nhỏ giữa lông mày hắn đột nhiên bay ra, sau đó vững vàng trôi ra trước mặt, còn Diệp Huyên thì kéo độc cô Huyên lùi về sau mười mấy bước. Người đàn ông trung niên kia cũng không cầm tháp giới ngục ngay, gã vẫn nhìn Diệp Huyên, tay đang run lẩy bẩy. Chuyện ngược. Sao Diệp Huyên có thể dễ dàng giao bảo vật siêu cấp như vậy ra được? Có âm mưu. Một âm mưu cực lớn người đàn ông trung niên không đi tới trước mà còn lùi lại về sau. Đế khuyển ở bên cạnh đột nhiên mở mắt liếc nhìn người đàn ông trung niên, nó lắc đầu, sau đó lại nhìn về phía Diệp Huyên, nhân loại này đúng là lắm trò nhiều mưu, sau này phải đề phòng hơn mới được. Người đàn ông trung niên kia nhìn chầm chầm Diệp Huyên, đời này gã chưa bao giờ xoắn suýt như bây giờ cả. Lúc này, Diệp Huyên cười nói ta thật lòng đấy, ông đừng lo, mau lấy đi, không có âm mưu nào đâu. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên một lúc lâu, sau đó gã xoay người rời đi. Cuối cùng gã quyết định không nhận lấy. Chương 915, chờ đã. Bởi vì chỉ cần nhìn thôi cũng biết Diệp Huyên đang có âm mưu cực lớn, nếu gã đến lấy thật thì chắc chắn sẽ mất mạng. Bởi thế gã lựa chọn rời đi. Mà đúng lúc này, Diệp Huyên cách đó không xa đột nhiên nói, chờ đã. Người đàn ông trung niên dừng lại, xoay người nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt Diệp Huyên lạnh lại, "Lấy đi, lấy mau cho ta, không lấy thì chính là không nể mặt ta." Khuôn mặt người đàn ông trung niên có quắp lại, gầm lên, "Ta đã không muốn rồi ngươi còn bắt lấy là sao hả?" Uất ức. Lúc này đây, người đàn ông trung niên kia vô cùng vô cùng uất ức. "Lấy. Gã biết, trong đấy chắc chắn có âm mưu." hơn nữa Diệp Huyên bình tĩnh như thế, chắc chắc cũng có chỗ dựa. Không lấy. Không lấy thì Diệp Huyên lại không bỏ qua, rốt cuộc là trò gì đây? Ở dưới, Diệp Huyên thu hồi tháp giới ngục lại, hắn đi đến trước mặt người đàn ông trung niên, thấy thế, người đàn ông trung niên kia vô cùng đề phòng. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ta không biết sau lưng ông là thế lực nào, nhưng về mà nói cho họ biết, nếu bọn họ muốn đấu, diệp huyên ta luôn sẵn sàng tiếp đón đồng thời cũng sẽ không chết không thôi với các người nói xong hắn xoay người trở lại bên cạnh độc cô huyên đi thôi độc cô huyên khẽ gật đầu chẳng mấy chốc thuyền tinh vân lại khởi động nháy mắt đã biến mất ở trong tinh không muôn trùng giữa không tùng người đàn ông trung niên kia đi đến một chỗ trong tinh không gã thi lễ với phía trước tông chủ vừa dứt lời không gian trước mặt gã đột nhiên rung lên, ngay sau đó, một bóng mở lặng lẽ xuất hiện. Người đàn ông trung niên thuật lại chuyện vừa nãy một lần, sau khi nói xong, gã im lặng đứng một bên. Một lát sau, cái bóng mở kia nhẹ giọng nói, người này đi tới bác phó tông nhưng lại an toàn rời khỏi đó, điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là hắn chắc chắn có chỗ dựa cực vững chắc, khiến bác phó tông không dám động vào hắn lần này cho người đi trước chính là để thăm dò thử xem. Bây giờ xem ra người này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, mặc dù cảnh giới của hắn đã tụt dốc, nhưng lại vô cùng bình tĩnh, chắc chắn là do có chỗ dựa, hơn nữa con yêu thú nhỏ bên cạnh hắn cũng vô cùng bình thản như chẳng có việc gì to tát. Nhưng chính vì thế thuộc hạ mới phát hiện được nó không hề đơn giản, nói chung, nó khiến thuộc hạ cảm thấy vô cùng nguy hiểm trong tinh không minh mông, một chiếc thuyền tinh vân trôi nổi như một vì sao băng. Diệp Huyên đứng trên bong thuyền, hắn cứ yên lặng đứng đấy, bên cạnh hắn là độc cô Huyên. Đế huyền vẫn nằm phục trên bong thuyền cách đó không xa, còn đang ngủ. chương 916 tôn trọng. Từ sau khi đi theo Diệp Huyên, nó tạm thời mất đi niềm vui với cuộc sống này. Độc cô Huyên bên cạnh Diệp Huyên nhẹ giọng nói, đừng lo, Liên Nhi chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu Diệp Huyên lắc đầu Từ thanh thành đến bây giờ Liên Nhi đã chịu rất nhiều đau khổ vì con rồi Độc cô Huyên nhìn biển sao phía xa xôi Nhẹ giọng nói Là lỗi của mẫu thân Nếu ta không để lại nhẫn cho con Các con đã Diệp Huyên nhìn độc cô Huyên Không liên quan gì đến người cả Nếu người không để lại nhẫn chứa đồ kia Huynh ngội bọn con e là đã chết ở thanh thành từ lâu rồi như kiếm tiền tỷ tỷ từng nói, có nhận được thì phải có trả giá. Nói đến đây, hắn nhìn về phía tinh không xa xôi, từ thanh thành đến hiện tại, còn phát hiện một đạo lý, đó là thế giới này có rất nhiều lúc không phân đúng sai, chỉ có mạnh và yếu. Nói đạo lý ở thế giới này cũng vô dụng thôi, thế giới này tràn ngập ác ý ở khắp nơi, chỉ ít con cảm nhận được chính là như vậy. Nói xong, hắn hơi nâng tay phải trên đầu ngón tay hắn bỗng xuất hiện một tia kiếm quang màu đen. Kiếm ý ác niệm biến thành kiếm quang. Diệp Huyên khẽ cười nói, lúc gặp phải kẻ ác, người phải ác hơn bọn họ nữa mới được. Vừa dứt lời, hắn lại khẽ búng tay, sợi kiếm quang kia lập tức phóng ra ngoài, tia kiếm quang kia biến mất ở nơi sâu xa trong tinh không mịt mù. Sắc mặt độc cô Huyên chờ thay đổi. Không chỉ có độc cô Huyên, đế khuyển ở bên cạnh cũng phải mở mắt ra nhìn về phía Diệp Huyên, trong mắt nó lộ lên tia khó tin. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ông ấy không phải người nhà họ Diệp, đúng không? Độc cô Huyên lắc đầu, chàng là người nhà họ Diệp, nhưng... Sau này nếu đã đến lúc, mẫu thân sẽ nói cho con nghe tất cả, được không? Diệp Huyên gật đầu, không tiếp tục truy hỏi nữa. Tôn trọng, chương 917, người có thể khuyên nàng ta. Đối với độc cô Huyên ở trước mắt, dù hắn chưa bao giờ kêu hai tiếng mẫu thân, nhưng hắn vẫn tôn trọng. Bởi vì năm đó độc cô Huyên rời đi cũng không phải là cố ý vứt bỏ hắn và muội muội mà là vì muốn tốt cho hai huynh muội bọn hắn, chỉ riêng điểm ấy, hắn đã chẳng thể hận đối phương được. Diệp Huyên thu hồi tâm tư, không suy nghĩ về vấn đề này nữa, hắn xoay người đi đến trước mặt đế khuyển, đế khuyển liếc mắt nhìn hắn, không nói gì cả, diệp huyên cười nói tiền bối hỏi chuyện này nhé bây giờ thần tộc không còn nữa vậy những bảo vật của thần tộc đế khuyển lạnh lùng nói giết chết ý nghĩ đó đi diệp huyên không hiểu vì sao đế khuyển lạnh nhạt trả lời thần tộc bị diệt những bảo vật kia tất nhiên đã bị người ta cướp sạch nhưng mà diệp huyên vội vàng hỏi nhưng mà sao đế khuyển trầm mặc không nói Diệp Huyên nghiêm mặt nói, ngươi không muốn thần tộc lần nữa xuất hiện trên thế gian sao? Đế khuyển nhìn về phía Diệp Huyên, cười khẩy, ngươi muốn lừa ta à? Diệp Huyên nghiêm túc nói, tuy thần tộc đã bị diệt, nhưng ta tin người thần tộc chắc chắn không bị diệt sạch, vẫn còn lưu lạc một ít, nếu tụ tập bọn họ lại. Đế khuyển cười khẩy, ngươi không có năng lực đó đâu, hơn nữa ngươi cũng không phải là người thần tộc. Diệp Huyên vội vàng nói, giản tự tại tỷ của ta là người thần tộc đó. Đế khuyển sửng sốt. Diệp Huyên lại nói, giản tự tại tỷ của ta chắc là người thần tộc vần chủng đúng không? Hơn nữa có lẽ tỷ ấy còn là con gái của tộc trưởng thần tộc các ngươi. Đế khuyển lắc đầu, nàng ta không quan tâm thần tộc. Diệp Huyên vội nói, ta quan tâm. Đế khuyển nhìn về phía Diệp Huyên, cả giận nói, người quan tâm thì có ích chó gì. Người đâu phải nàng ta. Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta là ai? Ta là đệ đệ nàng ấy đó. Nhìn từ góc nào đó thì ta cũng được coi như là một nửa người thần tộc. Hơn nữa, ngươi nghĩ một chút đi, nếu các ngươi tán thành ta, đồng thời để ta tiến vào thần tộc, lấy được chút truyền thừa cùng bảo vật gì đấy, thì ta dù có oán hận với thần tộc thì chắc chắn cũng sẽ để tình ta mà buông bỏ những ân oán ấy, thậm chí còn giúp ta nữa, mà giúp ta thì chính là giúp thần tộc đó. Nghe Diệp Huyên nói thế, Đế khuyển ngây cả người, chẳng mấy chốc, nó rơi vào trầm tư. Diệp Huyên vội vã nói, ta là sợi dây kết nối thần tộc và tỷ tỷ ta đó, có ta ở đây, quan hệ của thần tộc các ngươi và tỷ ta chắc chắn sẽ được hòa hoãn, tất nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi phải cố gắng đối tốt với ta. Đế khuyển trầm giọng nói, ngươi có thể khuyên nàng ta? Diệp Huyên cười nói, ngoại trừ ta ra, ngươi cảm thấy có ai có thể khuyên tỷ ấy được không? Đế khuyển im lặng một chốc, sau đó nói, thần tộc không ở tinh vực này, mà thần tộc còn bao nhiêu người tồn tại ta cũng không biết, chờ ngươi xong chuyện nơi đây rồi thì có thể đến thần tộc một chuyến cùng ta. Khóe miệng Diệp Huyên hơi cong lên, được. chương 918, Cung Chủ Vị Ương. Đế khuyển trầm giọng nói, nhân loại, ta biết ngươi coi trọng bảo vật của thần tộc ta, nếu ngươi thật sự khuyên được nàng ta, ta đồng ý đi theo ngươi, đồng thời thần phục ngươi luôn bởi vì chỉ có nàng ta mới có thể chấn hưng thần tộc, để thần tộc lần nữa xuất hiện trên thế gian này. Diệp Huyên cười nói, kỳ tha tỷ ấy rời khỏi thần tộc cũng không phải lỗi của ngươi, cũng không phải lỗi của thần tộc. Nếu muốn bảo ai sai, thì hẳn là tộc trưởng các ngươi. Đế khuyển lắc đầu, thần tộc ta trọng nam khinh nữ. Diệp Huyên cười nói, bây giờ nếu tỷ ấy bằng lòng trở thành tộc trưởng thần tộc các ngươi, các ngươi sẽ ghét bỏ sao? đế khuyển lắc đầu, nàng ta sẽ không trở về làm tộc trưởng, ta chỉ hy vọng nàng ta đừng hận thần tộc nữa, nếu như có thể, giúp đỡ tộc nhân một chút là được rồi. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ta sẽ cố hết sức. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Phía sau, đế khuyển đột nhiên nói, nhân loại, kỳ thật ngươi cũng được, chỉ ít, dù người có xấu xa, thì cũng xấu xa thẳng mặt người khác. Diệp Huyên cười nói cảm ơn đã khen nói xong hắn ngẩng đầu nơi tận cùng tinh không xa xôi ở đó có một bức tường thành nó chặn ngang tinh không rộng lớn đến mức không thấy điểm cuối cũng rất cao chỉ ít phải ngàn trượng mà ở ngay chính giữa bức tường có một con đường lớn trôi nổi giữa tinh không con đường rộng ngàn trượng nối thẳng vào trong thành trì mà ở trên tường thành chính giữa có ba chữ lớn vị ương thành hùng vĩ đây là cảm giác đầu tiên của diệp huyên Tòa vị ương thành trước mắt này là tòa thành lớn nhất hắn từng gặp, nhìn nó, đáy lòng hắn bỗng sinh ra cảm giác con người thật nhỏ bé biết bao. Bốn phía vị ương thành có vô số thuyền tinh vân bay qua lại, tuy thuyền tinh vân rất nhiều, nhưng đều ngay ngắn rõ ràng, không hề lộn xộn. Độc cô Huyên nhẹ nhàng xoa xoa đầu Diệp Huyên, cười nói, không phải rất mạnh, mà là vô cùng vô cùng mạnh. Tinh vực vị ương này chính là nhờ người đó cưỡng ép mở ra, mà sau khi người đó thành lập Tinh vực Vị Ương, lại nam chinh bắc chiến, đánh khắp toàn bộ tinh vực này. Hơn nữa có người nói trời không dám che mắt người ấy, đất không thể chịu bước chân người. Nói chung, ở mặt ngoài, người ấy chính là cường giả số một ở Tinh vực Vị Ương chúng ta. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, mặt ngoài ạ. À? Độc Cô Huyên gật đầu, còn có hai người có thể đánh ngang người đó. Chương 919, Phồn Hoa. Diệp Huyên lẳng lặng nhìn độc cô Huyên, chờ đợi bà nói tiếp. Độc cô Huyên nhẹ giọng nói, một người trong đó là bộ thiên hành, tổ sư võ tông, người này võ đạo thông thần, từng dùng một quyền đánh nát một giới nhỏ. Một quyền đánh nát một giới nhỏ. Vẻ mặt Diệp Huyên bỗng nhiên trở nên nghiêm túc hẳn. Thanh thương giới cũng tương đương với một giới nhỏ, nói cách khác, đối phương chỉ cần tung ra một quyền là đã có thể tiêu duyệt toàn bộ thanh thương giới thực lực bậc này đã có thể dùng hai từ nghịch thiên để hình dung. Độc cô Huyên lại nói, ngoài ra còn một người nữa, người này không biết họ tên, chỉ biết. Bà ấy vừa nói đến đây, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, người tới dừng lại. Diệp Huyên và Độc cô Huyên nhìn về phía người đàn ông nọ, người kia nói, thuyền tinh vân không được vào thành, mau thu lại. Nói xong gã xoay người biến mất ở phía xa xa. Diệp Huyên thu thuyền tinh vân lại, sau đó nhìn về phía Độc Cô Huyên, "Chúng ta vào thôi." Nói xong, hắn và Độc Cô Huyên cùng Đế Quyền đi đến Vị Ương Thành ở phía xa xa. Lúc đi đến trước cửa thành, Diệp Huyên càng cảm nhận được rõ hơn sự hùng vĩ của Vị Ương Thành. Thành này thực sự quá rộng quá đẹp, nếu đứng trên tường thành nhìn xuống thì con người chỉ nhỏ bé như loài kiến. Độc Cô Huyên bên cạnh Diệp Huyên cũng khẽ nói, vị ương thành này có người đến từ khắp các giới, sau lưng những người này này có vô vàn thế lực, còn có một vài tán tu nữa, chúng ta vào thành làm việc thì phải nhớ cẩn thận hơn một chút. Diệp Huyên gật đầu, đã rõ. Độc cô Huyên đang định nói tiếp thì lúc này, Diệp Huyên đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên phải, ở vách tường gần đấy có một cô gái chừng 16-17 tuổi, tóc dài đến eo, trong đó còn lẫn vào vài bím tóc nhỏ. Nàng ấy ăn mặc rất mộc mạc, thanh sam đơn giản cùng giày vải bố, vai đeo một túi vải. Chương 920 cũng rất sinh động. Nhưng thứ hấp dẫn Diệp Huyên là bức tranh cô gái nọ đang vẽ ở trên tường. Trên tường là một bức tranh sơn thủy, bối cảnh trời xanh mây trắng, phía dưới là một thác nước, dưới thác nước là dòng nước chảy xiết bắn tung tóe, mà cạnh dòng chảy lại mọc cỏ um tùm, còn có một người chăn nuôi đang cưỡi bò thổi sáo. Cô gái vẽ tranh rất sống động nhìn thoáng qua cứ như cảnh thật diệp huyên theo bản năng bước đến hắn đến cạnh cô gái kia rồi thở dài cô vẽ đẹp quá cô gái liếc nhìn diệp huyên lúc này đây diệp huyên mới thấy được dung mạo của cô gái nọ khuôn mặt nhỏ bé lông mày cong cong đôi mắt không lớn nhưng sóng xanh ánh nước nhìn tổng lại thì không phải quá xinh đẹp nhưng vẫn có một khí chất rất riêng biệt khóe miệng cô gái hơi cong lên nở nụ cười sáng lạn đẹp ở đâu diệp huyên nhìn bức tranh trước mắt khẽ nói nhìn nó ta cảm giác lòng mình bình yên cô gái cười nói thật sao nói xong nàng ấy quay đầu tiếp tục vẽ tranh chẳng mấy chốc có một thanh niên xuất hiện trong tranh người đó chính là diệp huyên dáng vẻ vô cùng chân thật diệp huyên nhìn cô gái tỏ vẻ khó hiểu cô gái lại cười tươi hai ngày qua ngươi là người đầu tiên nói ta vẽ đẹp cũng là người đầu tiên bằng lòng xem ta vẽ vì thế bức tranh này ta tặng cho ngươi lúc này diệp huyên bỗng nói chờ đã cô gái dừng lại xoay người nhìn diệp huyên diệp huyên lấy ra một cái cọc gỗ rồi bắt đầu điêu khắc chẳng bao lâu sau một người gỗ nhỏ đã xuất hiện trong tay diệp huyên người gỗ nhỏ này giống như đúc cô gái kia cũng rất sinh động Diệp Huyên đưa người gỗ nhỏ cho cô gái, tặng cô. chương 921, không tới cực hạn, không đột phá. Cô gái liếc nhìn người gỗ nhỏ, cười nói, không dùng chút năng lực nào của võ giả, là tay nghề thuần khiết nhất. Được, ta nhận. Nói xong, nàng ấy nhận người gỗ nhỏ rồi quay người rời đi. Nhưng trước khi đi xa, nàng ấy có nhìn đế khuyển một chút. Diệp Huyên đứng trước vách tường, một lát sau hắn khẽ mỉm cười, chúng ta đi thôi. Trên đường, Diệp Huyên nói con muốn tìm một thương hội lớn, còn nữa, trong thành chắc chắn có thế lực chuyên môn làm tình báo. Độc cô Huyên nhẹ giọng đáp, trước tiên chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đã. Chỉ chốc lát, Diệp Huyên đã tìm đến một tử điếm, sau khi vào ở, độc cô Huyên định đi hỏi thăm tình hình ở đây, còn Diệp Huyên thì cho đế khuyển theo bà ấy. Có đế khuyển ở cạnh, Độc cô Huyên chắc chắn sẽ an toàn không gặp trắc trở gì. Trong phòng, Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên giường, tay phải hắn thả xuống đặt trên đầu gối, đầu ngón tay có tia kiếm quang màu đen lượn quanh. Kiếm ý ác niệm. Khoảng thời gian này hắn vẫn luôn nghiên cứu kiếm ý ác niệm của bản thân. Ác niệm ác niệm, hắn đã từng chỉ nghiên cứu mỗi ác niệm của bản thân, mà bây giờ hắn còn bắt đầu nghiên cứu ác niệm của người khác, sau đó hắn phát hiện ác niệm của người khác cũng có thể để hắn sử dụng. Ngoại trừ nghiên cứu kiếm ý ác niệm, hắn còn chưa thời gian tu luyện cảnh giới của bản thân nữa. Khí biến cảnh. Độc Cô Huyên gật đầu, tìm được một tổ chức Bách Hiểu Các, có người nói chỉ cần có tiền, không gì họ không biết. Diệp Huyên đứng dậy, đến Bách Hiểu Các thôi ạ. À. Độc Cô Huyên trầm giọng nói, khi chúng ta trở về thì phát hiện hình như xung quanh có vài người đang theo dõi chuyện chúng ta đến thành hẳn là đã bại lộ. Chương 922, 500.000 tử nguyên tinh. Diệp Huyên cười nói, chắc chắn sẽ lộ, dù sao chúng ta cũng không giấu giếm gì. Độc Cô Huyên nhìn về phía Diệp Huyên, trên người con có bảo vật, sẽ trở thành mục tiêu tất cả cùng nhắm vào. Diệp Huyên nói, con biết. Độc Cô Huyên không rõ, vậy con còn đi ngang nhiên vậy nữa? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, trốn cũng không được, con cũng không muốn trốn nữa. Bây giờ con muốn nhìn xem thử ai là người đầu tiên đến tìm con gây sự. Độc Cô Huyên trầm giọng nói, sau đó thì sao? Diệp Huyên cười đáp, không có sau đó, một chữ thôi, đánh. Ai đến tìm chúng ta gây sự thì cứ đánh chết à? Độc Cô Huyên. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyên dẫn Độc Cô Huyên và Đế khuyển đi tới bách hiểu các. Lúc đến Bách Hiểu Các, Diệp Huyên nghi ngờ bản thân có đến nhầm chỗ không, bởi vì trước mặt bọn họ chỉ là một gian nhà gỗ nhỏ, vô cùng nhỏ, nếu không nhờ phía trên viết ba chữ Bách Hiểu Các thì hắn chắc chắn đã nghĩ mình đến nhầm chỗ. Độc cô Huyên bên cạnh Diệp Huyên nhẹ giọng nói, trông càng đơn giản thì càng không tầm thường. Diệp Huyên khẽ gật đầu, sau đó đi đến trước nhà gỗ nhỏ, lúc này, cửa mở ra, Diệp Huyên đi vào, trong nhà có một người đàn ông đang ngồi, người đàn ông nọ nhìn diệp huyên biết quy củ không diệp huyên lắc đầu người đàn ông nói hỏi gì diệp huyên đáp tìm người nghe tiếng người đàn ông vội vàng đứng lên ở bên cạnh có một cô gái bước ra cô gái mặc một chiếc váy dài màu đen tóc cột lên cao vóc người khá đầy đặn cô gái cười nói hóa ra là diệp công tử diệp công tử chương 923, con là cố ý sao? Diệp Huyên cười nói, xem ra có vài người đến quý khắc tìm hiểu ta. Cô gái cười nói, đúng vậy, hơn nữa người tìm hiểu công tử cũng không ít, mà còn đều là đại lão. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, lần này tới chỉ muốn quý các hỗ trợ tìm người, chỉ vậy mà thôi. Cô gái đi đến trước mặt Diệp Huyên, Nàng ta đánh giá Diệp Huyên một chút rồi cười nói, theo quý các của ta biết thì bảo vật xếp đầu bảng đang ở trên người Diệp Công Tử. Diệp Huyên gật đầu, ở trên người ta. Cô gái hít mắt lại, bách hiểu các ta rất có hứng thú với món bảo vật này, không biết Diệp Công Tử có thể cho ta xem một chút không? Cô gái vừa nói xong, sau lưng Diệp Huyên không xa bóng xuất hiện một ông lão. Cảnh giới vô thường. Diệp Huyên lắc đầu nở nụ cười, là cô muốn nhìn chứ không phải quý các muốn nhìn, đúng không? Cô gái chậm rãi nắm chặt tay lại, đang định nói chuyện thì đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện ở đằng sau cô gái nọ, cơ thể nàng ta cứng lại, ở cuống họng nàng ta bấy giờ đã có một tia đỏ tươi chảy ra. Cô gái nhìn thẳng phía trước, trong mắt là vẻ khó tin nổi, ngươi. Vừa nói đến đó, cuống họng của nàng ta đã bắn máu tung tóe mà ông lão đứng cách đó không xa cũng biến sắc, đang định ra tay thì một tia kiếm quang chợt lóe lên, thân thể ông lão lập tức cứng lại. Diệp Huyên chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng lão, cùng lúc đó, trong tay hắn nhấc theo một cái đầu đầm đìa máu, đó là đầu của ông lão nọ. Giết cảnh giới vô thượng trong nháy mắt. Hắn khi trước cần phải dùng trang phục chư thần mới có thể chém giết cảnh giới vô thượng, nhưng hiện tại, hắn chỉ cần tiện tay là đã làm được. Trong phòng, người đàn ông kia nhìn Diệp Huyên với vẻ kinh hãi, ngươi. Diệp Huyên không để ý tới người đàn ông đó, mà xoay người đi đến một chỗ gần đấy, nơi đó chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một ông lão tóc trắng. Cường giả thánh cảnh. Ông lão tóc trắng nhìn chầm chầm Diệp Huyên, Diệp Huyên, ngươi dám. Diệp Huyên nói, không thì chúng ta thương lượng đi, ta đồng ý thương lượng ông lão tóc trắng lạnh lùng nói, còn gì để nói nữa. Ngươi đã ra tay với bách hiểu các ta, cho dù ngươi có lý thì cũng đáng chết, ngươi. Diệp Huyên đột nhiên lắc đầu, giết. Diệp Huyên vừa dứt lời, đế khuyển cách đó không xa đột nhiên vọt thẳng ra ngoài, ông lão tóc trắng biến sắc, vội vàng ra tay. Nửa phút sau, ông lão tóc trắng đã nằm trên đất. Diệp Huyên xoay người nhìn người đàn ông ở trong phòng, nói cho các chủ các người, ta quả quyết trở mặt với quý các rồi, muốn thương lượng thì ta đồng ý ngồi xuống nói chuyện, còn muốn đánh thì Diệp Huyên ta luôn sẵn sàng tiếp đón, là kiểu không chết không thôi ấy. Nói xong, hắn dẫn độc cô Huyên và đế khuyển xoay người rời đi. Trên đường đi, độc cô Huyên nhẹ giọng nói, không cần phải thế. Diệp Huyên cười nói, cảm thấy con làm lớn chuyện sao. Độc cô Huyên gật đầu, bách hiểu các này cũng không đơn giản, chúng ta thật sự không nên gây thù với bọn họ. Độc cô Huyên hỏi, con không sợ chọc giận bọn họ sao? Diệp Huyên cười đáp, con không muốn gây chuyện, nhưng cũng không sợ phiền phức, dù sao bây giờ cũng có rất nhiều người muốn gây chuyện với con. Thêm một bách hiểu các cũng chẳng sao, xem bọn họ lựa thế nào. Nói xong, hắn đi về phía xa. Độc cô Huyên khẽ thở dài, sau đó đi theo chương 924, cậu là đang uy hiếp chúng ta ư. Diệp Huyên, Độc Cô Huyên và Đế Khuyển vừa quay lại trước cửa tử lâu, một ông lão đã xuất hiện trước mặt bọn họ, ông lão nhìn Diệp Huyên, Diệp Công Tử, lão phu là đường chủ của Bách Hiểu Các, Mộ Châu. Diệp Huyên cười nói, một tiền bối có chuyện gì sao? Mộ Châu nhẹ giọng đáp, Bách Hiểu Các ta và Diệp Công Tử không thù không oán, mà Diệp Công Tử lại liên tục giết chết ba người của Bách Hiểu Các, Diệp Công Tử không cho Lão Phu một lời giải thích sao. Diệp Huyên cười khẽ chắc hẳn tiền bối đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện rồi, nếu tiền bối đến để thương lượng, vậy chúng ta đi vào tử lâu nói, còn nếu đến báo thù thì bây giờ có thể ra tay rồi. Mộ Châu nhìn chằm chằm Diệp Huyên, cậu rất tự tin. Diệp Huyên đi tới trước mặt Mộ Châu, nhẹ giọng nói, không biết bách hiểu các mạnh hơn nhà độc cô và nhà họ cổ bao nhiêu. Mộ Châu híp mắt lại, cậu là đang uy hiếp chúng ta ư. Diệp Huyên lắc đầu, chỉ tốt bụng nhắc nhở một câu thôi. Muốn đối đầu với Diệp Huyên ta, bách hiểu các nên nhìn lại bản thân trước. Nói xong, hắn dẫn độc cô Huyên đi vào tử lâu. Còn đế khuyển thì lạnh lùng nhìn chằm chằm mộ Châu. Trước cửa, vẻ mặt mộ Châu hơi khó coi đối đầu với Diệp Huyên. Dù Bách Hiểu Các mạnh thật, nhưng cũng chưa từng có suy nghĩ đó, vì Bách Hiểu Các cũng không muốn lấy bảo vật trên người Diệp Huyên. Diệp Huyên nói, vẫn là câu nói đó, ta không muốn đối địch với các người. Mộ Châu đáp, Bách Hiểu Các ta cũng không muốn đối địch với Diệp Công Tử, ba người lúc trước ra tay với Diệp Công Tử đều là bọn họ tự ý, không liên quan đến Bách Hiểu Các chúng ta. Diệp Huyên cười nói, nói thế thì chuyện này chỉ là một hiểu lầm thôi. Mộ Châu nhìn Diệp Huyên, là hiểu lầm, nếu hiểu lầm đã được tháo giải thì lão phu xin cáo từ. Chương 925, mua kiếm. Nói xong, ông ta bèn muốn rời đi, lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, tiền bối đợi một chút. Mộ Châu nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên cười nói, ta còn muốn nhờ quý các tìm người giúp mình mộ châu im lặng một lát rồi hỏi tìm tiểu cô nương kia ư diệp huyên gật đầu mộ châu nói chúng ta đã sắp xếp người rồi trong vòng ba ngày sẽ có tin tức diệp huyên đứng dậy chắp tay cảm ơn mộ châu cười nói diệp công tử khách sáo rồi nếu không có chuyện gì khác thì lão phu đi đây diệp huyên nói tiền bối đi thong thả mộ châu gật đầu tạm biệt nói xong ông ta xoay người rời đi. Diệp Huyên cầm tách trà trước mặt lên uống một ngụm, như nhớ ra điều gì, hắn nhìn về phía độc cô Huyên, bất ngờ lắm sao. Độc cô Huyên gật đầu, con giết người của bọn họ, nhưng bọn họ vẫn làm việc giúp con, còn khách sáo như thế. Diệp Huyên cười nói, thực lực, thế giới này, mọi người chỉ tôn trọng người có thực lực, con càng kiêu ngạo, bách hiểu các bọn họ càng không dám đối địch với con, vì bọn không biết rốt cuộc sau lưng còn có ai. Nói đến đây, hắn lắc đầu nở nụ cười, thật ra phía sau con chẳng có gì cả. Sau khi giản tự tại rời đi, bây giờ hắn thật sự chẳng còn lá bài tẩy gì. Vì tháp giới ngục tuyệt đối không thể sử dụng, nếu còn sử dụng nữa thì chính là cùng đi vào chỗ chết. Còn đế khuyển, thật ra mấy thế lực này chỉ cần điều động mấy tên thánh cảnh ra là có thể khống chế được nó, mà khi đó, với thực lực của một mình hắn hoàn toàn không thể nào chống lại những thế lực lớn này. Mà bây giờ những thế lực lớn này đều cho rằng phía sau hắn có một thế lực lớn, vì thế đều không dám ra tay với hắn. Nhưng Diệp Huyên biết tình trạng này không kéo dài được bao lâu, vì nhất định sẽ có người không nhịn được. Vì thế, hắn nhất định phải mau chóng nâng cao thực lực của mình. Mua kiếm Bây giờ hắn là khí biến cảnh, không có vấn đề quá lớn trên tâm cảnh, nhưng vẫn cần hấp thu kiếm. Diệp Huyên không ở lại lâu, dẫn độc cô Huyên và đế khuyển rời khỏi tử lâu, mà vừa rời khỏi tử lâu, lông mày hắn đã nhíu lại. Đế khuyển đột nhiên nói, xung quanh có một vài người đi theo chúng ta, giết chết sao? Diệp Huyên lắc đầu, cứ để bọn họ đi theo. Nghe vậy, sắc mặt đế khuyển thay đổi, vội lắc đầu, không đi. Tháp giới ngục, Đương nhiên nó cũng có biết một chút về tháp giới ngục, trước giờ nó đều rất kiêng rẻ tháp giới ngục này của Diệp Huyên, vì thế nó chưa tiến vào tháp bao giờ. chương 926, 10 triệu Thấy đế khuyển không muốn vào tháp, Diệp Huyên suy nghĩ một lát, sau đó xoay người nhìn về phía cô gái thanh tú, cười nói, vị cô nương này, nó đi vào cùng ta, ta xin đảm bảo là nó sẽ không gây rối được không? Cô gái thanh tú lắc đầu, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyên đột nhiên búng tay một cái, một chiếc nhẫn chứa đồ bay đến trước mặt cô gái, cô gái nhìn thoáng qua, bên trong có 500 viên tử nguyên tinh. Cô gái lập tức mặt mày hớn hở, vội vã nhận lấy nhẫn chứa đồ, công tử dẫn nó vào đi, nhưng phải bảo nó yên tĩnh, không được chạy lung tung. Diệp Huyên cười đáp, không thành vấn đề. Cô gái thanh tú cúi người, sau đó nói, nếu công tử muốn mua đồ thì lên tầng 2, muốn bán đồ thì lên tầng 3 diệp huyên nói cảm ơn cô gái cười việc nên làm thôi nói xong nàng ta xoay người rời đi diệp huyên nhìn về phía đế khuyển đế khuyển nhẹ giọng nói nhân loại ngu ngốc diệp huyên lắc đầu nở nụ cười đừng nóng giận dù sao người cũng là yêu thú hộ tộc của thần tộc so đo với một cô bé thì hạ thấp thân phận quá đế khuyển nói ta có so đo với nàng ta à nếu so đo với nàng ta thì ta đã sớm nuốt nàng ta luôn rồi. Diệp Huyên cười, tiền bối rộng lượng. Nói xong, hắn dẫn độc cô Huyên và đế khuyển đi tới tầng 2, một cô gái bước tới, trông nàng ta rất trẻ tuổi, trên mặt là nụ cười dễ gần, không biết công tử cần gì. Diệp Huyên cười nói, mua ít đồ. Cô gái hỏi, không biết công tử cần mua kiếm gì. Diệp Huyên đáp, bậc thánh. Nghe vậy, khóe mắt cô gái khẽ giật, sau đó thì cúi người, công tử đi theo ta. Nói xong, nàng ta dẫn Diệp Huyên, độc cô Huyên và đế khuyển đi tới một phòng bao tao nhã, cùng lúc đó, có người dân trà nước và linh quả lên. Trong phòng riêng, cô gái cười khẽ, công tử chỉ cần một thanh thôi sao? Cô gái nói, ít nhất 10 triệu, nhiều hơn nữa có tiền cũng không mua được. 10 triệu. Diệp Huyên cười khổ, hắn chợt cảm thấy mình rất nghèo, bây giờ hắn chỉ có tổng cộng 32 triệu tử nguyên tinh, nói cách khác nhiều nhất chỉ có thể mua ba thanh kiếm bậc thánh. Nuốt chừng ba thanh kiếm có lẽ không đủ, ít nhất phải chuẩn bị năm thanh. Chương 927, cũng không phải cháu của ta. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, ta muốn giao bán một vài thứ. Nghe vậy, mắt cô gái sáng lên, không biết công tử muốn giao bán thứ gì. Diệp Huyên vung tay phải lên, bốn bảo vật bậc thánh xuất hiện trước mặt cô gái, đây là thu hoạch của hắn lúc sử dụng tháp giới ngục giết chết đám người cổ thiên. Đương nhiên bảo vật bậc thánh của hắn không chỉ có thể, nhưng còn lại đều là kiếm, hắn muốn giữ lại để mình dùng. Nhìn bốn bảo vật bậc thánh trước mặt Diệp Huyên, cô gái chợt nói, "Dâng trà." Một cô gái nhanh chóng bưng ba tách linh trà vào, Diệp Huyên phát hiện linh trà này hoàn toàn khác một trời một vực với loại hắn vừa uống cô gái cười nói quên tự giới thiệu ta tên vũ mạc công tử cứ gọi ta tiểu vũ là được diệp huyên thầm cười khổ nếu mình không lấy mấy món bảo vật bậc thánh này ra thì e rằng người phụ nữ này còn không thèm nói tên cho hắn biết vũ mạc lại nói công tử mấy món bảo vật này đều không tầm thường nếu bán đấu giá thì lợi nhuận sẽ càng cao đêm nay chúng ta có một buổi đấu giá nếu công tử không vội thì bây giờ ta có thể đi sắp xếp bán đấu giá mấy món bảo vật này trong đêm nay. Đương nhiên nếu công tử vội, chúng ta có thể mua của công tử theo giá mỗi món 10 triệu như trên thị trường. Có điều như thế công tử sẽ lỗi nhiều. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát, đang định cất lời, đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ bên cạnh, hóa ra là Diệp công tử ghé thăm, không tiếp đón từ xa, mong Diệp công tử thứ lỗi. Diệp Huyên quay đầu nhìn lại, cách đó không xa có một thanh niên đi tới. Vũ Mạc vội đứng lên hành lễ, bái kiến nhị công tử. Thanh niên không để ý tới Vũ Mạc, hắn ta đi tới trước mặt Diệp Huyên, nhưng lại nhìn về phía độc cô Huyên, khi nhìn thấy độc cô Huyên, khóe miệng hắn ta hơi cong lên, ánh mắt xâm tà, không hổ là mỹ nhân từng nằm trên bảng mỹ nhân của thiên vực chúng ta, quả nhiên danh bất hư truyền, nếu có thể hôn lên khuôn mặt này, bản công tử sẵn lòng sống ít hơn 10 năm, ha ha. Diệp Huyên ở bên cạnh nhẹ giọng nói, người muốn chọc tức ta, được, ta cho ngươi vừa lòng. Nói xong, hắn cười khẽ, giết, không một ai được sống. Thanh niên nhìn Diệp Huyên, châm chọc, vậy à, nói chuyện hùng hồn ghê nhỉ, ta thật sợ quá, ta. Thanh niên đột nhiên im bặt, vì một tia kiếm quang đã chĩa vào giữa lông mày hắn ta từ bao giờ. Hai cánh tay của thanh niên bay thẳng ra ngoài. Trong khoảnh khắc Diệp Huyên ra tay, đế khuyển cũng đột nhiên bay ra ngoài. Chẳng mấy chốc, xung quanh vang lên tiếng kêu thảm thiết. Đế khuyển lại xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. chương 928, cô nương cũng rất lợi hại. Cao thủ do thanh niên dẫn đến đang ẩn mình trong bóng tối đều bị giết chết, trong đó còn có một cao thủ thánh cảnh. Động tĩnh bên này cũng không nhỏ, nhanh chóng hấp dẫn ánh mắt của vô số cao thủ nhưng đều không ai dám đến gần trong phòng riêng thanh niên nhìn chằm chằm diệp huyên diệp huyên người có biết ngươi đang làm gì không ngươi diệp huyên đột nhiên đâm một kiếm vào miệng thanh niên một giây sau trong miệng thanh niên chảy đầy máu tươi đầu lưỡi đã bị diệp huyên cắt đứt thanh niên không ngừng kêu thảm hắn ta vừa định chạy nhưng hai tia kiếm quang đã ghim trên lưng hắn ta vũ mạc ngây ra như phỗng Diệp Huyên ngồi xuống, hắn cầm linh trà trên bàn lên uống nhẹ một ngụm, cười nói, trà ngon. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua thanh niên cách đó không xa, thanh niên đang oán hận nhìn hắn, khuôn mặt dữ tợn như ma quỷ. Diệp Huyên cười nói, để ta đoán xem, người tìm đến ta chắc chắn không phải do ra ra gì đó của người bảo, nếu là ông ta, chắc chắn sẽ không phái một kẻ vô dụng như người tới. Thanh niên thù hằn nhìn chầm chầm Diệp Huyên, muốn nói gì đó nhưng hắn ta đã không còn đầu lưỡi không nói ra được câu nào diệp huyên lại nói người cố ý chọc tức ta là muốn ta ra tay trước sau đó ngươi sẽ dành chính môn thuận ra tay với ta không những thế ta ra tay ở đây chắc chắn vi phạm quy tắc của thương hội vạn bảo người ra tay với ta về công về tư đều hợp lý đúng không biết rõ thanh niên không thể trả lời diệp huyên lại nói Bây giờ để ta xem ra ra gì đó của ngươi có thể báo thù cho ngươi không. Đúng rồi, cho ngươi biết một chuyện, cho dù sau này thế nào, ngươi chắc chắn đều sẽ chết, điều này ta có thể đảm bảo với ngươi. Vậy ư? Ừ. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ phía cửa, một cô gái nhanh chóng đi vào. Cô gái mặc váy lá sen, trong tay cầm một cây quạt giấy, sau khi đi vào, nàng ta lập tức ngồi xuống trước mặt Diệp Huyên, Diệp công tử thật nóng tính quá. Cô gái híp hai mắt lại, cũng chỉ về phía mặt bàn, dừng. Bàn khẽ rung, luồng kiếm ý màu đen của Diệp Huyên lập tức bị ép dừng lại, nhưng sắc mặt của cô gái lại thay đổi, nàng ta quay đầu nhìn về phía thanh niên, lúc này, đầu của thanh niên đã rơi xuống đất. Cô gái híp hai mắt lại, nàng ta quay đầu nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử luôn làm việc tuyệt tình như thế sao? Chương 929, nhưng nàng ta vẫn nhịn được. Diệp Huyên lắc đầu, hắn ta ăn nói lỗ máng, đáng chết. Cô gái cười nói, Diệp công tử, người có biết bây giờ có bao nhiêu người muốn người chết không? Diệp Huyên gật đầu, biết, nhưng ta vẫn còn sống. Nói xong, hắn nhìn cô gái, ta đến thương hội vạn bảo là để làm ăn, không phải đến giết người, nhưng đạo đãi khách của thương hội vạn bảo thật khiến ta thất vọng. Cô gái nhìn thẳng vào Diệp Huyên, người đúng là ngông cuồng, ngông cuồng đến mức ta muốn đánh chết ngươi. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía đế khuyển, trong bóng tối có bao nhiêu cao thủ thánh cảnh. Đế khuyển đáp, ba. Diệp Huyên gật đầu, giết một người trước. Diệp Huyên dứt lời, đế khuyển đã xông ra ngoài. Cô gái hít mắt lại, đang muốn ra tay, Diệp Huyên đột nhiên vung tay phải lên, một thanh kiếm lơ lửng bên cạnh hắn. Thanh kiếm trên đỉnh tháp, sau khi thanh kiếm này xuất hiện, sắc mặt cô gái hoàn toàn thay đổi. Nhưng nàng ta vẫn nhịn được. Vì đúng như Diệp Huyên nói, bây giờ rất nhiều người có ý đổ với Diệp Huyên, một là kiêng rẻ thế lực phía sau Diệp Huyên, hai là sợ bị người ngồi chờ ngư ông đắc lợi. Dù thương hội vạn bảo cũng thấy hứng thú với bảo vật trên người Diệp Huyên, nhưng bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới việc ra tay với Diệp Huyên vào lúc này, trước đó nhị công tử là tự làm theo ý mình, muốn lập công. Khi biết chuyện này, Thương Hội Vạn Bảo lập tức phái nàng ta đến ngăn cản, mà nàng ta không ngờ Diệp Huyên lại tuyệt tình đến thế, nói giết là giết, không hề có ý định buông tha. Chương 930, ý của Tiền Bối là muốn đánh. Nàng ta càng không ngờ lúc này Diệp Huyên lại khiêu khích Thương Hội Vạn Bảo, không đúng, phải nói là khiêu chiến. Nếu Thương Hội Vạn Bảo ra tay với Diệp Huyên, như vậy chắc chắn người ngoài sẽ là người được lợi, vì theo tình hình trước mắt người đứng sau diệp huyên chắc chắn không đơn giản nhưng nếu không ra tay nàng ta lại không nuốt trôi cục tức này đúng lúc này một ông lão đi vào nhìn thấy ông lão này nàng ta vội vàng đứng lên đi tới trước mặt lão ta ra ra sao ông lại đến đây ông lão cười khẽ để ra ra xử lý cô gái gật đầu sau đó lặng lẽ đứng sau lưng ông lão ông lão đi tới ngồi xuống trước mặt diệp huyên lão ta nhìn đế khuyển ở cách đó không xa, sau đó nhìn diệp huyên, cười nói, đúng là anh hùng suốt thiếu niên. nghe nói ngươi đến từ bắc vực, diệp huyên cất kiếm đi, cười nói, phải. ông lão nhẹ giọng nói, bắc vực của các ngươi từng xuất hiện một nhân tài, tên là mục đạo nhất, năm đó khiến ai ai cũng phải ngạc nhiên. so với hắn, ngươi không thua kém chút nào. diệp huyên cười đáp, không dám so sánh với mục tiền bối. Ông lão nhìn thi thể của thanh niên dưới rất, người trẻ tuổi làm việc quá tuyệt tình cũng không phải một chuyện tốt. Chuyện Lai Novel Diệp Huyên cười khẽ trời đất chứng giám, ta đến thương hội vạn bảo chỉ là muốn bán đồ, cũng không có ý đối địch với thương hội. Ông lão nói, người giết người. Diệp Huyên đáp trả, hắn nói chuyện vô lễ trước. Ông lão nhìn thẳng vào Diệp Huyên, tội không đáng chết. Diệp Huyên phản bác, sỉ nhục người thân của ta, đương nhiên đáng chết. Độc cô Huyên nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Ông lão nhìn Diệp Huyên một lúc lâu, sau đó cười nói, thương hội vạn bảo ta có truyền thừa gần hai vạn năm ở thiên vực, chuyện gì cũng từng gặp, nhưng chúng ta chưa bao giờ biết sợ. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ý của tiền bối là muốn đánh. Ông lão đáp, người tuyệt tình như thế, chúng ta không đánh không được. Diệp Huyên gật đầu, vậy thì đánh thôi. Gọi ai? Ta gọi ma à. Mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên cười nói, chúng ta chơi với thương hội vạn bảo một lát. Sứt lời, hắn đứng lên, mà đế khuyển ở cách đó không xa đã nhào về phía ông lão. chương 931, năm cao thủ thánh cảnh. Vào khoảnh khắc Diệp Huyên ra tay, sắc mặt ông lão hoàn toàn thay đổi, lão ta giơ tay phải về phía trước đè xuống, không gian trước mắt lão ta lõm xuống, nhưng sau đòn va chạm của đế khuyển. Âm! không gian xung quanh chấn động kịch liệt rồi nứt ra, cùng lúc đó, cả thương hội vạn bảo bắt đầu sụp đổ, còn ông lão thì đã bay xa trăm trường. Uy lực va chạm cực kỳ đáng sợ. Bên trong thương hội vạn bảo, vô số cao thủ chạy tứ tán. Ở trong thành, một vài cao thủ chạy về phía này vì động tính quá lớn. Nhưng khi cảm nhận được uy thế của đế khuyển, sắc mặt của những cao thủ kia đều thay đổi, vội vàng lùi về sau, không dám đến gần quá. Ở phía xa, ông lão nhìn chằm chằm đế khuyển, trong mắt lão ta đầy vẻ kiêng dè. Đế khuyển đang muốn ra tay, đúng lúc này, xung quanh xuất hiện năm hơi thở mạnh mẽ. Năm cao thủ thánh cảnh. Đế khuyển không hề sợ hãi, nó đang định ra tay tiếp, thì Diệp Huyên đột nhiên nói, khoan đã. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, đế khuyển dừng lại, lùi về bên cạnh hắn. Diệp Huyên đi tới chỗ cách ông lão không xa, cười nói tiền bối, hôm nay dù ông giết ta ở đây, chắc chắn thương hội vạn bảo ông cũng ảnh hưởng nặng nề. Khi đó, dù ông lấy được món bảo vật trên người ta thì thương hội vạn bảo ông có thể giữ được sao? Còn nữa, nếu ta chết ở đây, thế lực phía sau ta chắc chắn sẽ nhằm vào thương hội vạn bảo của ông. Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên, Người đoán thương hội vạn bảo ta sẽ không liều mạng với ngươi, cho nên ngươi mới không sợ gì như thế. Diệp Huyên lắc đầu, xoay người rời đi, cùng lúc đó, giọng nói của hắn vang vọng trong không trung. ta chỉ muốn cho người đời biết Diệp Huyên ta không muốn gây chuyện, nhưng xưa nay đều không sợ phiền phức, ai dám trêu vào ta, ta dám giết kẻ đó. Nói xong, hắn nhìn một vòng xung quanh, nở nụ cười hơi dữ tợn, bảo vật đứng đầu trong bảng treo thưởng tinh tế ở trên người Diệp Huyên ta, các người ai muốn có thể tìm ta bất cứ lúc nào. Nói xong, hắn dẫn độc cô Huyên và đế khuyển đi về phía xa. Sắc mặt cô gái hơi khó coi, nhưng hắn ngang nhiên giết chết người của thượng hội chúng ta. Ông lão nói, cháu còn chưa nhìn ra à, bây giờ hắn chính là một tên điên, hắn có quá nhiều kẻ thù, vì thế hắn sẽ không sợ gây thù chuốc oán thêm, vì thêm một người với bớt một người cũng chẳng khác gì với hắn. Người như thế nếu không thể giết chết trong nháy mắt thì hậu quả sẽ rất khó lường. Cô gái đang muốn nói chuyện, lúc này, Vũ Mạc kia vội chạy tới, "Hội trưởng, khi nãy lúc ngài và yêu thú kia đánh nhau, Diệp Huyên đã cướp sạch kho báu của chúng ta rồi." Ông lão. Chương 932. Sắc mặt ông lão cực kỳ khó coi. Sắc mặt của cô gái bên cạnh lão ta cũng thế, chẳng trách hắn đột nhiên muốn rút lui. Nói xong, nàng ta nhìn ông lão, tên này ức hiếp thương hội vạn bảo chúng ta như thế, chúng ta. Ông lão lắc đầu, thôi, lần này là do chúng ta ngu ngốc. Cô gái hơi phẫn nộ, chẳng lẽ cứ bỏ qua như thế sao? Ông lão nhẹ giọng nói, yên tâm, đương nhiên sẽ có người tới trừng trị hắn, bây giờ việc chúng ta phải làm là lặng lặng quan sát. Nói đến đây, lão ta im lặng một lát rồi tiếp tục, truyền lệnh xuống, không ai được phép đi trêu vào tên điên này. Nói xong, lão ta xoay người biến mất. Cô gái đứng im lặng tại chỗ một lát, sau đó nhẹ giọng nói, truyền lệnh xuống, cứ nói Diệp Huyên vì bị phản vệ mà thực lực giảm mạnh, bây giờ chỉ là khí biến cảnh. Hành động của Diệp Huyên ở thương hội vạn bảo nhanh chóng bị truyền ra, lúc này, Gần như tất cả mọi người đều biết Diệp Huyên đã đến Vị Ương Thành. Đương nhiên đây không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng là trên người Diệp Huyên có một bảo vật. Một bảo vật đứng đầu bảng treo thưởng tinh tế. Quan trọng nhất là Diệp Huyên bị phản phệ, bây giờ chỉ còn là khí biến cảnh. Trong chốc lát, vô số cao thủ dục dịch. Vị Ương cung. Vị Ương cung nằm ở trung tâm Vị Ương Thành một trong những nơi nguy hiểm nhất của tinh vực vị ương này, vì cung chủ vị ương cung ở đây. Sâu trong vị ương cung có một vườn hoa, cả vườn hoa chỉ có một loại hoa, hoa tuyết liên. Hoa tuyết liên có màu trắng như tuyết, cành lá tựa như thủy tinh, rất xinh đẹp. Cô gái vẫn chậm rãi bước đi, cô gái áo giáp trắng vội vàng đứng lên đuổi theo. Một lát sau, cô gái nói, nghe nói ma kha tộc xuất hiện một thiên tài. Nghe vậy, vẻ mặt cô gái áo giáp lập tức trở nên nặng nề, phải, tên là Mạc Tà. Người này chỉ mới 20 tuổi mà đã là thánh cảnh, hơn nữa còn có thân thể mạnh mẽ đủ để xé rách long tộc cung cấp. Ngoài ra, nghe nói người này đã tu luyện tâm pháp trí cao, ma kha vô lượng của ma kha tộc đến cực hạn rồi. Mà đây chỉ là mặt ngoài, rốt cuộc người này mạnh bao nhiêu, tạm thời vẫn không thể biết được. Nhưng chúng ta sẽ được biết nhanh thôi. Vì hắn đã rời khỏi Ma Kha tộc, đến Táng Thiên Trường thành rồi, khi đó, hắn sẽ giao thủ với thiên tài của tinh vực vị ương chúng ta. Cô gái im lặng một lát rồi nói, Diệp Huyên sao rồi? Chương 933. Cô gái áo giáp ngây người, sau đó vội nói, theo tin tức chúng ta dò là được, nhà họ Độc cô là bị hắn tiêu diệt, còn nhà họ Cổ thì có lẽ là không, nhưng cũng có liên quan đến hắn. Mà hắn từng đến Bắc Phó Tông Bắc Phó Tông không dám động vào hắn. Sau khi đến tinh vực vị ương, hắn và Bách Hiểu Các đã xảy ra mâu thuẫn, nhưng Bách Hiểu Các cũng không động đến hắn. Lúc ở thương hội vạn bảo, hội trưởng vạn khâu của thương hội ra tay, nhưng lại bị con yêu thú bên cạnh hắn ngăn lại. Nói đến đây, à dừng lại một lát rồi nói tiếp, con yêu thú kia không rõ lai lịch, cảnh giới có lẽ trên bậc thánh, nhưng thực lực vượt xa nhân loại thánh cảnh cung cấp. Tạm thời cũng không biết được thế lực đứng sau hắn, nhưng có thể chắc chắn bảo vật kia ở trên người hắn. Cô gái nói: "Thánh địa có ra tay không?" Cô gái áo giáp lắc đầu, tạm thời không có động tĩnh gì. Cô gái gật đầu, tiếp tục quan sát. Cô gái áo giáp hơi do dự, sau đó nói: "Cung chủ, nếu bảo vật này ở trong tay cung chủ, tinh vực vị ương ta sợ gì Ma Kha tộc chứ?" Thuộc hạ đề nghị cung chủ đích thân ra tay. Cô gái đột nhiên lạnh lùng nhìn cô gái áo giáp, sắc mặt ả à thay đổi, vội vã quỳ một gối xuống. Cô gái nhìn thẳng vào cô gái áo giáp, có biết vì sao thánh địa không ra tay không? Cô gái áo giáp vội nói, thuộc hạ không biết. Cô gái nói, thánh địa không ra tay là vì bọn họ biết bảo vật này không thể giữ được. Thứ này đại diện cho cơ duyên, cũng đại diện cho nhân quả. Nếu bọn họ cướp đi bảo vật này, cũng có nghĩa là bọn họ phải gánh nhân quả của nó. Mà trước khi không rõ nhân quả của bảo vật, chắc chắn bọn họ sẽ không ra tay với Diệp Huyên. Cô gái áo giáp hơi do dự, sau đó nói, cung chủ, bảo vật này thật sự rất lợi hại sao. Cô gái nhẹ giọng đáp, người nói xem. Cô gái áo giáp nói, nhưng Diệp Huyên chỉ là phá không cảnh thôi, vì sao sau khi chiếm được thứ này hắn vẫn có thể sống yên ổn chứ? Cô gái từ từ nhắm mắt lại, đó là vì người sau lưng hắn, người đó đã ngăn lại rất nhiều tai họa nhân quả giúp hắn. Cô gái áo giáp hơi cúi đầu, thuộc hạ hiểu rồi. Cô gái nhẹ giọng nói, đã điều tra ra tung tích của muội muội hắn chưa? Cô gái áo giáp nói với giọng điệu nặng nề, trên đường bị cao thủ của nhà họ Cổ đưa về nhà họ Cổ, muội muội của hắn được một người bí ẩn cứu, có lẽ người nọ là người của quỷ môn. Cô gái khẽ nhíu mày, một lát sau, nàng ta ra lệnh tiếp tục điều tra. Cô gái áo giáp gật đầu, vâng. Cô gái nói, lui xuống đi. Những thứ này là hắn lấy được ở thương hội vạn bảo. Trong đó có tới 36 triệu tử nguyên tinh, cộng vào số ban đầu của hắn, bây giờ hắn có tới 70 triệu tử nguyên tinh. Ngoài ra còn có ba bảo vật bậc thánh và một vài thứ linh tinh. Hắn vẫn cảm thấy hơi đáng tiếc, vì lúc đó quá vội vàng, hắn cũng không thể lấy hết của thương hội vạn bảo, nếu không chắc chắn không chỉ có chút ít này. Nhưng hắn cũng lãi to rồi. chương 934, kiếm khí âm linh. Như nhớ đến điều gì, Diệp Huyên vung tay phải lên, chín thanh kiếm khí âm linh xuất hiện trước mặt hắn. Lúc chín thanh kiếm khí âm linh này xuất hiện, xung quanh lập tức truyền đến hơi thở lạnh lẽo tựa như đang ở trong hầm băng. Nuốt chừng, Diệp Huyên ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu. Nếu nuốt chừng chín thanh kiếm khí âm linh này, thực lực chắc chắn sẽ nâng cao rất nhiều, nhưng như thế, hắn sẽ không còn kiếm để sử dụng. Thanh kiếm trên đỉnh tháp không thể dùng, mà kiếm chấn hồn cũng có hạn chế, bây giờ cái hắn có thể sử dụng chính là kiếm khí âm linh và kiếm tiên linh. Đúng lúc này, linh của kiếm chấn hồn đột nhiên nói, sao tiểu chủ không dung hợp chín thanh kiếm này thành một thanh nghe vậy diệp huyên ngây người sau đó hỏi được à linh của kiếm trấn hồn nói được ta có thể giúp tiểu chủ nhưng ta có một yêu cầu nho nhỏ mong tiểu chủ đồng ý diệp huyên vội nói yêu cầu gì linh của kiếm trấn hồn đáp ta vì kiếm thể đặc biệt cần hấp thụ linh hồn để bồi dưỡng bản thân sau này nếu tiểu chủ giết người thì đừng phá hủy linh hồn giao cho ta được chứ nếu thực lực đối phương không tệ ta còn có thể luyện chế âm hồn miễn phí cho tiểu chủ. Diệp Huyên hơi ngây người, sau đó vội gật đầu, đương nhiên là không thành vấn đề. Lúc này, hắn cảm thấy linh của kiếm chấn hồn này quá tốt. Kiếm tốt. Nếu thanh kiếm trên đỉnh tháp cũng hiểu ý như vậy thì tốt. Lúc này, kiếm chấn hồn nói, bây giờ tiểu chủ bắt đầu dung hợp chúng đi, ta sẽ sử dụng hồn lực giúp đỡ tiểu chủ, vấn đề không lớn lắm. Diệp Huyên gật đầu, hắn bắt đầu điều khiển chín thanh kiếm, chẳng mấy chốc, dưới sự điều khiển của hắn, chín thanh kiếm khí âm linh bắt đầu chậm rãi hòa vào nhau. Vất vả Lúc mới bắt đầu, Diệp Huyên cảm thấy rất vất vả, vì chín thanh kiếm khí âm linh này đều được ngưng tụ từ lực lượng âm linh, mà lực lượng âm linh cực kỳ khó điều khiển, đặc biệt là phải ngưng tụ chín thanh kiếm lại làm một. Cũng mấy linh của kiếm chấn hồn bắt đầu giúp đỡ, một luồng hồn lực mạnh mẽ hội tụ trước mặt hắn. Có linh của kiếm chấn hồn giúp đỡ, hắn lập tức cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều. Cứ thế, thời gian từng chút trôi qua, khoảng một ngày sau. Ông! Diệp Huyên cười nói cảm ơn. Kiếm chấn hồn đáp tiểu chủ khách sáo rồi. Diệp Huyên nói, đúng rồi, người xưng hồ thế nào? chương 935, tà ác. Linh của kiếm chấn hồn nói, chủ nhân kiếp trước gọi ta là tiểu hồn, tiểu chủ cũng có thể gọi ta là tiểu hồn. Đúng rồi tiểu chủ, tầng thứ 5 rất là nguy hiểm, tiểu chủ nên sớm chuẩn bị. Tầng thứ năm Diệp Huyên xa sầm mặt Giản tự tại mạnh như thế cũng chỉ ở tầng thứ tư, có thể tưởng tượng kẻ ở tầng thứ 5 đáng sợ đến mức nào. Lúc này, hắn thấy rất nhớ cô gái váy trắng. Có cô gái váy trắng ở trong tháp, hắn cũng thấy yên tâm hơn. Vấn đề là bây giờ vẫn không biết cô gái váy trắng ở đâu. Một lát sau, Diệp Huyên lắc đầu, sau khi tìm thấy Liên Nhi phải đi tìm đạo tắc mới được. Những kẻ này đều sợ đạo tắc. Đạo tắc. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên đột nhiên ngồi dậy, hắn suýt quên mất một chuyện. Từ sau khi có kiếm bậc thánh, hắn cũng rất ít khi sử dụng đại địa chi kiếm và không gian chi kiếm mà đạo tác có thể giam giữ những nhân vật đáng sợ này năng lực chắc chắn không chỉ có từng đấy nhất định phải nghiên cứu sâu hơn lúc này cửa đột nhiên mở ra độc cô huyên đi vào người của bách hiểu các đến diệp huyên vội nói mời vào sắc mặt mộ châu hoàn toàn thay đổi liên tục lùi về sau ta ác mộ châu sợ hãi nhìn diệp huyên đây là kiếm ý gì vậy trong khoảnh khắc khi nãy, trong đầu ông ta xuất hiện rất nhiều suy nghĩ tà ác, tâm trí cũng bị ảnh hưởng. Chương 936, nếu ta còn sống, bọn họ sẽ không dám. Mộ Châu nhìn Diệp Huyên với vẻ khó tin, lúc này ông ta mới phát hiện thì ra mình đã đánh giá thấp thiếu niên trước mắt rồi. Diệp Huyên nhìn Mộ Châu, quỷ môn ở đâu? Nghe thấy lời của Diệp Huyên, Mộ Châu lấy lại tinh thần, ông ta do dự một lát, sau đó nói: Diệp công tử, ta biết cậu muốn cứu muội muội, nhưng ta nhất định phải nhắc nhở cậu, quỷ môn này không đơn giản đâu." Diệp Huyên nhẹ giọng nói, "Tiền bối chỉ cần cho ta biết quỷ môn ở đâu là được." Mộ Châu khẽ thở dài, sau đó nói, "Quỷ môn ở trên một ngọn quỷ sơn cách phía Bắc Vị Ương thành 3000 dặm." Diệp Huyên đứng dậy muốn đi ngay, Mộ Châu chợt nói, "Không biết Diệp công tử có thể nghe ta khuyên một câu không?" diệp huyên dừng bước tiền bối cứ nói mộ châu nói quỷ môn không đơn giản dù ở thiên vực bọn họ không nổi tiếng bằng nhà độc cô và nhà họ cổ nhưng đây chỉ vì bọn họ che giấu thực lực thôi cậu nghĩ xem bọn họ có thể im hơi lặng tiếng cướp người từ nhà họ cổ có thể là người đơn giản sao diệp huyên nói nếu tiền bối có gì muốn nói ta xin rửa tay lắng nghe ghi nhớ ơn tình này mộ châu nhìn diệp huyên ông ta là đang đợi câu nói này của hắn diệp công tử vị ương cung và thánh địa là thế lực công khai mà trong đó đương nhiên vị ương cung chính là thế lực đứng đầu còn quỷ môn chính là thế lực ngầm bên trong thế lực ngầm bọn họ chỉ đứng sau bạch y tông nói cách khác bọn họ tương đương với thánh địa đương nhiên thực lực cũng khó mà biết được nói đến đây ông ta im lặng một lúc rồi tiếp tục hơn nữa bọn họ cũng có làm ăn đương nhiên đều là mấy chuyện làm ăn liên quan đến người chết, ngay cả vị ương cung cũng có qua lại với bọn họ, bách hiểu các của ta cũng thế. Diệp Huyên hỏi, chuyện làm ăn gì? Mộ Châu trầm giọng nói, buôn bán linh hồn, hoặc đắp nặn hồn phách, luyện chế thi thể, đắp nặn quỷ thể vân vân, nói chúng là sức ảnh hưởng của bọn họ cũng rất lớn. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía độc cô Huyên, người ở lại đây. Độc cô Huyên muốn nói lại thôi, cuối cùng, bà ấy gật đầu. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, tiền bối, làm phiền rồi. Bên ngoài vị ương cung, đế khuyển đột nhiên hỏi, không sợ bách hiểu các làm hại đến bà ấy à? Diệp Huyên nhẹ giọng đáp, nếu ta còn sống, bọn họ sẽ không dám. Đế khuyển nói, có người đi theo. Diệp Huyên im lặng một lát rồi bảo, có lẽ bách hiểu các muốn biết lá bài tẩy của ta, không chỉ bọn họ, rất nhiều thế lực cũng muốn biết. chương 937, nơi này không đơn giản đâu. Đế khuyển nhìn Diệp Huyên, đại ca, rốt cuộc lá bài tẩy của ngươi là gì? Có thể cho ta biết không? Diệp Huyên nói, người sợ à? Đế khuyển giận dữ đáp, đi theo người có thể không sợ à? Từ đầu đến giờ, người nói xem có bao nhiêu người muốn giết ngươi rồi. Lúc đầu, nó cảm thấy đi theo Diệp Huyên cũng không sao, dù sao thì sau 3 năm đã có thể rời đi. Nhưng bây giờ nó phát hiện chuyện này cũng không hề đơn giản. Tên danh con này rất giỏi gây sự, gần như mỗi ngày đều phải đánh nhau. Hơn nữa kẻ thù còn ngày càng mạnh, ngày càng nhiều, tiếp tục như vậy, e rằng mình sẽ bị tên này hại chết. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, đế khuyển tiền bối yên tâm, ta có người chống lưng đế khuyển nhìn Diệp Huyên, nàng ta đã rời đi rồi, người còn có lá bài tẩy gì nữa. Diệp Huyên nói tiền bối giúp ta, ta xin nhớ kỹ trong lòng. Đế khuyển khẽ thở dài, tiểu tử, khoảng thời gian này, ta phát hiện chuyện ngày càng không đơn giản, có quá nhiều người có ý đồ với ngươi. Bây giờ trong bóng tối có ít nhất 30 cao thủ thánh cảnh. Nói đến đây, nó hơi do dự, hay là ngươi gọi nàng ta về đi? nàng ta này đương nhiên là nói giản tự tại. Diệp Huyên thầm thấy cạn lợi, đương nhiên là ta cũng muốn gọi. Nhưng vấn đề là đi đâu gọi đây? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, không gọi, chút chuyện nhỏ này nếu cũng làm phiền đến tỷ của ta thì ta thật quá vô dụng rồi. Nói xong, hắn nhìn đế khuyển, người cũng sẽ bị tỷ ấy xem thường. Đế khuyển Diệp Huyên và đế khuyển nhanh chóng đi tới quỷ sơn. Âm u, hoang vắng. Đây là cảm giác đầu tiên của Diệp Huyên. Quỷ Sơn cũng không lớn lắm, nhưng xung quanh cực kỳ âm u, vì trên Quỷ Sơn đâu đâu cũng có mộ, những ngôi mộ đầy khắp nơi, nhìn mà thấy sợ. Hơn nữa trên đỉnh Quỷ Sơn cũng bị một đám mây đen che khuất, điều này khiến Quỷ Sơn có vẻ càng âm u hơn. Gió lạnh thổi qua, lạnh đến thấu xương. Đế Huyền nhìn một vòng xung quanh, nơi này không đơn giản đâu. Diệp Huyên gật đầu hắn ngẩng đầu nhìn lên quỷ sơn, tại hạ Diệp Huyên muốn đòi một người từ quỷ môn. Sau một thoáng yên tĩnh, một giọng nói vang lên từ trên đỉnh núi cút. Diệp Huyên quay đầu nhìn đế khuyển, phá núi. Đế khuyển lập tức vỗ một cái xuống đất. Âm. Uhm. hà Hả. Hư ảnh hỏi, muội muội của ngươi. Diệp Huyên gật đầu, Diệp Huyên ta cũng không muốn đối địch với quỷ môn, mong quỷ môn trả muội muội ta lại, ta sẽ rất biết ơn chương 938, dứt lời, hắn lập tức biến mất. Hư ảnh im lặng một lát rồi hỏi, tiểu cô nương kia là muội muội của ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyên chậm rãi siết chặt tay phải, quả nhiên Diệp Liên ở trong tay đối phương. Hắn lập tức gật đầu, đúng vậy, mong quỷ môn trả muội muội ta lại, Diệp Huyên sẽ rất biết ơn. Hư ảnh nhẹ giọng nói, người đến muộn rồi, chúng ta đã luyện chế thành quỷ thể, người đi đi. Quỷ thể. Diệp Huyên im lặng. Cách đó không xa, hư ảnh nói, người không tin. Vậy ta cho ngươi xem. suốt lời, ông ta vung tay phải lên, một bé gái xuất hiện trước mặt ông ta. Người này chính là Diệp Liên. Cả người Diệp Liên cứng đờ, mặt xanh mét, hai mắt nhắm nghiền, không còn một chút sức sống. Diệp Huyên đứng đờ người, trong mắt hắn có nước mắt cuộn trào như vỡ đê, cách đó không xa đế khuyển xa sầm mắt nó biết sắp xảy ra chuyện lớn rồi nhưng lúc này diệp huyên đột nhiên ngẩng đầu hắn mở hai mắt ra hai tia kiếm quang bắn nhanh ra từ trong mắt hư ảnh ở phía xa cũng chỉ một cái ầm uhm. hai tia kiếm quang lập tức vỡ tan mà lúc này diệp huyên đã xông tới trước mặt ông ta một giây sau một thanh kiếm chém xuống từ trên đỉnh đầu ông ta sắc mặt hư ảnh thay đổi vung tay lên một tia sáng đen chặn kiếm quang của diệp huyên lại diệp huyên trên không trung giận giữ gào lên lại chém xuống ầm uhm. ánh sáng đen kia lập tức vỡ tan hư ảnh liên tục lùi về sau diệp huyên ôm lấy diệp liên dưới đất nhưng khi hắn ôm lấy diệp liên diệp liên đã lập tức tan biến là giả diệp huyên ngơ ngác một giây sau hắn ngẩng đầu nhìn hư ảnh xa xa, gào thét như dã thú, đưa con bé cho ta. Sứt lời, hắn lập tức biến mất, kiếm hiệp hay. Vụt. Không chỉ có hư ảnh khiếp sợ, ngay cả đế khuyển ở một bên cũng thế, thực lực và cảnh giới của Diệp Huyên thật sự rất không khớp nhau. Phía xa, khi Diệp Huyên xuất hiện trước mặt hư ảnh, hư ảnh đột nhiên biến mất, nhưng Diệp Huyên cũng không quay đầu lại mà chém ra một chiêu. Sau khi đâm ra, một hư ảnh lập tức bị chiêu kiếm này của hắn chém đứt, nhưng một giây sau, xung quanh Diệp Huyên lại xuất hiện vô số hư ảnh. Sắc mặt đế khuyển cũng thay đổi, lập tức muốn ra tay, nhưng vào lúc này, xung quanh Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện vô số kiếm khí, một giây sau, kiếm quang bắt đầu đan chéo khắp xung quanh hắn. Xoẹt 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 xoẹt, chương 939, kiếm ý màu đen. Vùng không gian kia lập tức vang lên vô số tiếng cắt chém, đế khuyển ngây người lúc này cái hư ảnh phía xa liên tục lùi về sau lùi tới chỗ cách diệp huyên cả trăm trưởng giọng nói khó tin của hư ảnh cất lên kiếm khí không ngờ ngươi có thể sử dụng khí được đến mức này rốt cuộc là ngươi đã làm gì vậy diệp huyên không nói nhảm bất cứ một lời hắn dán kiếm lên giữa lông mày một giây sau ba thanh kiếm khí xuất hiện trước mặt hắn kiếm khí ngưng tụ tựa như thật một tiếng thán phục vang lên trong bóng tối, khi biến cảnh, không ngờ lại có thể sử dụng được mức này, đúng là yên nghiệt. Đúng thế, có thể bồi dưỡng ra thiên tài thế này, chắc chắn thực lực đứng sau tên này không hề đơn giản. Phí lời, nếu không sao nhà độc cô và nhà họ cổ có thể bị tiêu diệt được. Đặc biệt là nhà họ cổ, đây là gia tộc lớn đấy. Xem tiếp đi, xem diệp huyên này còn có lá bài tẩy gì. Nếu hắn chỉ có thế thì hắn vẫn không thể sống qua được ngày hôm nay đâu. Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên tiến lên một bước, ba thanh kiếm khí trước mặt hắn đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã ngay trước mặt hư ảnh. Xuyên thẳng qua không gian. Sắc mặt hư ảnh thay đổi, ông ta vỗ về phía trước một cái, một tia sáng đen bắn ra từ trong lòng bàn tay ông ta, nhưng lúc này, ba thanh kiếm kia đột nhiên biến mất, một giây sau Đột nhiên có ba thanh kiếm xuất hiện hai bên người và phía sau của ông ta, xuyên qua thân thể của Hư Ảnh. Hư Ảnh lại lùi về cả trăm trượng, ông ta ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, không thể không nói là ta quá coi thường ngươi rồi. Nhưng ngươi thật sự cho rằng chỉ sử dụng kiếm khí là có thể giết chết thánh cảnh à? Ngươi? Nhưng đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt ông ta, một giây sau, một thanh kiếm chém xuống. Hư Ảnh nở nụ cười lạnh lùng đấm ra một quyền. Vào khoảnh khắc ông ta đấm ra một quyền, sắc mặt ông ta chợt thay đổi. Vì không biết thanh kiếm của Diệp Huyên đã thay đổi từ lúc nào. Một thanh kiếm đen nhánh. Chiêu kiếm này chém lên nắm đấm của hư ảnh, cơ thể hư ảnh lập tức cứng đờ, cùng lúc đó, một tia sáng đen bay ra từ trong người hư ảnh, sau đó bị hút vào trong thanh kiếm của Diệp Huyên. Diệp Huyên túm lấy đầu của hư ảnh, sau đó vặn một cái, phượt. Đầu cửa hư ảnh bị hắn vặn xuống, Diệp Huyên cầm cái đầu máu chảy đầm đìa kia xông vào trong quỷ sơn, chết hết đi cho ông, chết hết đi, chết hết đi. Kiếm ý án niệm. Nhất niệm ác, thế sự xoay vần. Chỗ Diệp Huyên đi qua, vô số ngôi mộ vỡ tan, hắn nhanh chóng đi tới giữa sườn núi. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ trên đỉnh núi, làm càn. Sau giọng nói này, một bàn tay khổng lồ màu đen đánh xuống từ trên đỉnh núi. chương 940 Diệp Huyên vẫn không dừng lại, hắn ném cái đầu trong tay ra ngoài, cùng lúc đó, hắn tung người nhảy một cái, chém xuống một kiếm trên bầu trời. Xoẹt Nơi kiếm chém qua, không gian dạn nứt. Chém xuống một kiếm. ầm Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên khắp chân trời. Ngôn tình hoàn. Bàn tay khổng lồ kia ầm ầm vỡ vụn, nhưng Diệp Huyên cũng bị chấn động rơi xuống đất, nơi hắn rơi xuống, mặt đất lập tức sụp xuống. Đúng lúc này, một bóng người bay xuống từ trên đỉnh núi, lúc trước còn đang ở trên đỉnh núi, mà lúc sau đã ở ngay trước mặt Diệp Huyên, Diệp Huyên đang muốn ra tay, nhưng tốc độ của Đế khuyển đã nhanh hơn hắn. Đế khuyển xông thẳng về phía bóng người kia. Ầm. Uhm. Cú va chạm làm không gian xung quanh nứt vỡ một bóng người liên tục lùi khoảng hơn 200 trượng mới dừng lại. Đó là một người đàn ông trung niên mặc áo bảo đen, giữa lông mày gã ta có một dấu đỏ như máu. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm đế khuyển trước mặt Diệp Huyên, hay cho một tên hung thú. Ngươi! Đúng lúc này, Diệp Huyên ở phía sau đế khuyển đột nhiên biến mất, người đàn ông trung niên híp mắt lại, gã ta duỗi tay sang bên phải, nhẹ nhàng nắm lại, một cây roi màu đen lặng lẽ xuất hiện một giây sau bóng roi lập tức bao phủ trước mặt gã ta Âm. sau một âm thanh nặng nề một bóng người liên tục lùi lại chính là diệp huyên cách đó trăm trượng diệp huyên giẫm chân phải một cái lập tức dừng lại mà tay phải của hắn vẫn đang run rẩy người đàn ông trung niên ở phía xa nhìn chằm chằm diệp huyên diệp huyên người thật sự cho rằng ai cũng sợ ngươi sao quỷ môn ta mà nói đến đây, người đàn ông trung niên lập tức nheo mắt lại, vì Diệp Huyên ở phía xa lại biến mất một lần nữa. Nhìn thấy Diệp Huyên lại ra tay, sắc mặt gã ta lập tức trở nên dữ tợn, gã ta đang muốn ra tay, thì một hơi thở mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, còn nhanh hơn cả Diệp Huyên. Đế khuyển ra tay rồi. Đế khuyển tông vào người gã ta, cú va chạm khiến không gian nó đi qua bị lõm vào, cực kỳ đáng sợ. Nhưng khi gã ta giữ lấy kiếm của Diệp Huyên, thân thể của gã ta chợt xứng lại tại chỗ như bị điểm huyệt. Vì thân thể và linh hồn của gã ta đã bị chiêu kiếm này của Diệp Huyên tách ra, cùng lúc đó, thanh kiếm của Diệp Huyên bắt đầu không ngừng hấp thu linh hồn của gã ta. Người đàn ông trung niên biến thành linh hồn sợ hãi nhìn Diệp Huyên, không, không, không. Dừng tay, chương 941, bây giờ cũng có thể đập chết ngươi. Lúc này, lại một giọng núi vang lên trên đỉnh núi. sau đó một tàn ảnh bay nhanh đến từ trên đó. đế khuyển phía sau diệp huyên tung người nhảy lên. âm một âm thanh như sấm sét vang lên trong không trung. đế khuyển lùi về vị trí ban đầu, mà chân của nó đang hơi run rẩy. một ông lão đứng trước mặt đế khuyển, ông lão dáng người thẳng tắp, mặc trường sam mỏng, dâu mép dài đến tận ngực. ông lão lạnh lùng nhìn đế khuyển, ngươi là yêu tộc. Đế khuyển không trả lời, trong mắt nó có thêm chút nghiêm nghị. Ông lão đang muốn nói chuyện, lúc này, ông ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, lúc này, Diệp Huyên vừa khéo cất kiếm đi, mà người đàn ông trung niên lúc trước đã hoàn toàn bị hấp thu. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt ông lão lập tức trở nên lạnh lẽo, hay, hay lắm Diệp Huyên, liên tục giết chết hai cao thủ thánh cảnh của quỷ môn ta, người hay lắm. Diệp Huyên không để ý tới ông lão, sau khi thu hồi kiếm chấn hồn, hắn cảm thấy cả người đều không thoải mái, không phải suy yếu, mà là cảm giác khó chịu không thể nói thành lời, như bị cái gì đó hút khô vậy. Lúc này, tiểu hồn lên tiếng tiểu chủ, người sử dụng kiếm hai lần, bây giờ linh hồn của người đang rất suy yếu, nhớ là không thể sử dụng lần nữa, nếu không linh hồn sẽ bị tổn hao nghiêm trọng, thậm chí có thể dẫn tới thiếu hụt hồn phách, đây hậu quả không thể cứu vãn. Diệp Huyên gật đầu, hiểu rồi. Tiểu hồn nói, ta phải tiêu hóa hai linh hồn khi nãy, tiểu chủ bảo trọng. Nói xong, tiểu hồn không nói thêm gì nữa. Diệp Huyên hít sâu một hơi, sau đó đi về phía ông lão ở cách đó không xa. Nhìn thấy Diệp Huyên đi tới, ông lão hít mắt lại, đế khuyển bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên nói, người đánh không lại ông ta. Diệp Huyên dừng bước, vậy ngươi lên đi. Đế khuyển nói với giọng điệu nặng nề, người nọ không giống thánh cảnh bình thường trong thời gian ngắn ta không thể nào giết chết ông ta diệp huyên nói vậy thì ngăn cản giúp ta một lát nói xong diệp huyên xoay người đi lên núi ông lão đang muốn ra tay đế khuyển đột nhiên xuất hiện trước mặt ông ta ông lão nhìn đế khuyển các hạ lão phu cũng coi như bạn bè với mấy vị yêu vương của yêu tộc không biết các hạ đế khuyển lắc đầu đừng so sánh ta với đám vô dụng kia cánh tay phải của ông lão run lên dữ dội, sau đó liên tục lùi về sau, đế khuyển cũng lùi xa mười mấy trượng. Mà một giây sau, đế khuyển lại xông về phía ông lão một lần nữa, lúc này, nó thật sự nổi giận rồi. Nhìn thấy đế khuyển xông tới, vẻ mặt của ông lão cũng trở nên nặng nề, đối mặt với hung thú như đế khuyển, ông ta cũng không dám khinh thường, vì thế... Ông ta quyết định không quan tâm đến Diệp Huyên đã đi lên núi nữa, tập trung đối phó với đế khuyển dưới chân núi nhanh chóng vang lên tiếng đánh nhau. chương 942, bóng người này chính là Diệp Huyên. Còn Diệp Huyên thì đã đi tới trên núi, trên núi, Diệp Huyên nhìn thấy những cung điện âm u, xung quanh những cung điện này tràn ngập sương mù màu đen. Diệp Huyên đi về phía tòa cung điện trước mặt, lúc này, mấy bóng đen xuất hiện trước mặt hắn, những bóng đen này giống như những cái bóng, không nhìn rõ bản thể, Chẳng những thế, bên trên đó còn phát ra lực lượng linh hồn mạnh mẽ. Mấy bóng đen này đều có cảnh giới vô thượng. Vẻ mặt Diệp Huyên không chút cảm xúc, tiếp tục đi về phía trước, lúc này, mấy hư ảnh đột nhiên biến mất, một giây sau, không gian xung quanh Diệp Huyên bị những tia sáng đen bao trùm. Lúc này, Diệp Huyên mở tay phải ra, kiếm tiên linh đã xuất hiện trong tay phải của hắn, sau đó, hắn đâm kiếm về phía trước. Nhất kiếm định hồn, chiều kiếm này đâm ra, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Sau đó, một bóng người liên tục lùi về sau, sau khi lùi mười mấy trượng thì ngã xuống, không còn động đậy nữa. Linh hồn đã biến mất. Nhất kiếm định hồn chuyên tấn công linh hồn và tu sĩ tu luyện linh hồn. Trước đây hắn rất ít khi sử dụng kiếm kỹ này, vì rất ít ai tu luyện linh hồn. Nhưng lúc này, ai ở quỷ môn cũng đều tu luyện linh hồn cả. Sau khi giết chết đối phương bằng một chiêu kiếm, Diệp Huyên xoay người chém nghiêng một cái. Xoẹt! Hồn lực mạnh mẽ trước mặt hắn lập tức biến mất, cùng lúc đó, một bóng người bay ra ngoài, trên không trung, bóng người kia lập tức tách khỏi linh hồn. Chẳng mấy chốc, mấy hư ảnh xung quanh Diệp Huyên đều nằm xuống đất, mà linh hồn của bọn họ đều đã bị kiếm chấn hồn hấp thu. Lúc này, tiểu hồn đột nhiên nói kiếm kỹ của tiểu chủ thật tuyệt vời, nếu thêm ta vào, nói không chừng sẽ có hiệu quả bất ngờ. Diệp Huyên gật đầu, hôm nào thử xem. Tiểu hồn nói, được, tiểu chủ, ta cảm nhận được một hơi thở thần bí, tiểu chủ cần phải cẩn thận. Diệp Huyên đáp, được. Nói xong, hắn tiếp tục đi về phía xa, hắn nhanh chóng đi tới trước tòa cung điện màu đen kia, bên trên cung điện dán một tấm bùa màu đỏ như máu giải cỡ cánh tay. Sau một hồi im lặng, Diệp Huyên đột nhiên chém xuống một kiếm. Ầm. Uhm. Cửa lớn của cung điện lập tức vỡ tan, cùng lúc đó, vô số kiếm khí bắn ra xung quanh, chẳng mấy chốc, cả cung điện bắt đầu nứt ra, khắp nơi lộn xộn. Diệp Huyên cầm kiếm xông về phía trước, trên đường đi, vô số kiếm khí bay ra từ trong người Diệp Huyên. Xoẹt 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 xoẹt. Tiếng kiếm không ngừng vang vọng xung quanh, Diệp Huyên nhanh chóng đi tới trước một cánh cửa màu đen. Cửa rộng khoảng 10 trượng, bên trong là một màu đen kịt, cực kỳ u ám. Quỷ môn. Dứt lời, một người đàn ông trung niên đi ra từ bên trong. Người đàn ông trung niên mặc trường bào màu vàng, tay phải cầm một cây bút to bằng cánh tay, hai bên trái phải của ông ta có hai đôi mắt đỏ như máu đang nhìn chằm chằm Diệp Huyên. Người đàn ông trung niên quan sát Diệp Huyên một hồi, cong môi, không ngờ thể chất của ngươi cũng không tệ, nếu luyện thành quỷ thể chương 943, một tiếng kiếm gieo cắt ngang chân trời. Luyện thành quỷ thể. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, ánh mắt càng nóng bỏng hơn, còn mang theo sự tham lam. Diệp Huyên sách kiếm đi về phía người đàn ông trung niên, không biết quỷ môn ông còn bao nhiêu cao thủ thánh cảnh. Người đàn ông trung niên cười khẩy, người bình thường kiêng rẻ Diệp Huyên ngươi, nhưng quỷ môn ta thì không. Xuất lời, ông ta nâng bút chỉ về phía diệp huyên từ xa không gian trước mặt diệp huyên lập tức xuất hiện một điểm đen điểm đen đó nhanh chóng mở rộng chớp mắt một cái đã nuốt chửng lấy diệp huyên nhưng một giây sau điểm đen kia đột nhiên biến mất nhìn thấy cảnh này người đàn ông trung niên híp mắt lại ngươi có thể phục hồi không gian sao có thể ngươi nói đến đây một tia kiếm quang đột nhiên xuất hiện trước mặt ông ta người đàn ông trung niên nâng bút chỉ nhẹ một cái lên kiếm quang ầm uhm. kiếm quang vỡ nát diệp huyên liên tục lùi về sau người đàn ông trung niên bấm quyết bằng tay trái tay phải nâng bút quẹt một đường về phía trước tiêu diệt ánh mực hiện lên giữa không trung diệp huyên giơ kiếm chặn lại ầm uhm. diệp huyên lùi lại một lần nữa hoàn toàn kéo dài khoảng cách với người đàn ông trung niên người đàn ông trung niên nhìn cánh tay đang run rẩy của diệp huyên không ngờ ngươi chẳng những có kiếm đạo mạnh mẽ mà ngay cả thân thể cũng đáng sợ thế nói xong ông ta dựng đứng bút lên sau đó lại xoay ngang phân một tiếng kiếm reo cắt ngang chân trời không gian xung quanh người đàn ông trung niên bị tiếng kiếm reo này cắt đứt bên dưới kiếm sau khi cảm nhận được chiêu kiếm này sắc mặt người đàn ông trung niên chợt thay đổi lập tức giơ ngang bút chặn lại. âm Chương 944, Diệp Huyên có quá nhiều bảo vật. Mặt đất dưới chân người đàn ông trung niên lập tức nứt toác, nhưng ông ta vẫn đỡ được chiêu kiếm này của Diệp Huyên. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên dơ kiếm chém thêm một nhát nữa. Âm. Chiêu kiếm chém xuống, người đàn ông trung niên lùi xa mười mấy trượng, ông ta vừa mới dừng lại một thanh kiếm đã lặng lẽ bay ra từ trong không gian trước mặt ông ta người đàn ông trung niên híp hai mắt lại dùng ngón tay trái kẹp lấy thanh kiếm này nhưng đúng lúc này một thanh phi kiếm màu đen đột nhiên xuyên thủng qua trước ngực ông ta kiếm khí âm linh tới lúc này diệp huyên mới lấy kiếm khí âm linh ra vì hắn biết nếu lúc đầu hắn lấy kiếm khí âm linh chắc chắn đối phương sẽ ngăn cản được người trước mắt quá mạnh. Nhất định phải nắm bắt được thời cơ lấy kiếm khí âm linh ra, vì hắn chỉ có một cơ hội thôi. Khi kiếm khí xuyên qua ngực người đàn ông trung niên, Diệp Huyên cũng không dừng lại như thế, vô số kiếm khí lặng lẽ ngưng tụ xung quanh hắn, một giây sau, những kiếm khí này đều đến trước mặt người đàn ông trung niên. Nhưng ông ta lại đột nhiên biến mất. Diệp Huyên bỗng quay đầu, người đàn ông đứng cách đó chăm trượng, mà lúc này, có hai ông lão đứng hai bên người ông ta đều là thánh cảnh người đàn ông trung niên cúi đầu nhìn xuống trước ngực mình trước ngực ông ta đang nhanh chóng thối rữa sau một thoáng yên tĩnh người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên thanh kiếm cấp bậc tiên khí suốt cuộc người còn có bao nhiêu bảo vật nữa lúc này ông ta cảm thấy hơi bực bội Diệp Huyên thật sự rất yêu nghiệt yêu nghiệt đến mức khiến ông ta phải hoảng sợ nhưng cảnh giới của diệp huyên và ông ta cách nhau quá xa có thể nói diệp huyên hoàn toàn không thể đánh thắng ông ta lúc này hơi thở trên người hắn lại dâng cao một lần nữa nhìn thấy cảnh này sắc mặt người đàn ông trung niên lập tức thay đổi trở nên cực kỳ khó coi lại là tiên khí lại là tiên khí lúc này sắc mặt của hai ông lão bên cạnh cũng hơi khó coi dù bọn họ là cao thủ thánh cảnh nhưng cũng không dám khinh thường trang bị cấp bậc tiên khí. Hơn nữa, Diệp Huyên còn sử dụng nhiều như thế. Ông lão bên cạnh người đàn ông trung niên nặng nề nói, Dư Thiên Hộ Pháp, thông báo với môn chủ đi. chương 945 Người đàn ông tên trung niên tên Dư Thiên nói với giọng điệu nặng nề, môn chủ không còn ở thiên vực. Ông lão trầm giọng nói, người nhìn bên dưới. Dư Thiên quay đầu nhìn xuống dưới ngọn núi, Ông lão bên dưới đã bị đế quyền áp đảo, có thể nói việc ông ta thua trận chỉ là vấn đề thời gian. Sắc mặt ông lão hơi khó coi, tần tôn giả nhiều nhất chỉ có thể chịu được nửa canh giờ, lúc đó, đợi con yêu thú kia rảnh tay, cộng thêm Diệp Huyên này, chúng ta đều không phải là đối thủ, nhất định phải thông báo với môn chủ. Dư Thiên nhìn Diệp Huyên, nếu ba người chúng ta liên thủ, có thể nhanh chóng giết chết hắn không? Ông lão lắc đầu, hơi bất đắc dĩ. Hắn mặc thần trang cấp bậc tiên khí, chúng ta hoàn toàn không thể nhanh chóng giết chết hắn, hơn nữa thân thể của Dư Hộ Pháp còn đang mục nát, thực lực giảm mạnh, còn nữa, không biết người này còn có lá bài tẩy gì, tiếp tục kéo dài cực kỳ bất lợi với chúng ta. Hoặc là gọi môn chủ, hoặc là khởi động trận pháp bảo vệ. Dư Thiên im lặng một lát, sau đó nói, khởi động trận pháp bảo vệ. Ông lão khẽ nhíu mày, tại sao không gọi cho môn chủ? dư thiên lắc đầu môn chủ không còn ở thiên vực nữa ngài ấy đi đến táng thiên trường thành rồi mà bên kia có cung chủ vị ương cung trấn thủ truyền âm bên này không thể truyền đến được hơn nữa nếu truyền âm tới bên kia để cung chủ vị ương cung biết sẽ càng phiền phức hơn hơn nữa môn chủ cũng không muốn để cung chủ vị ương cung biết ngài ấy đi đến táng thiên trường thành ông lão trầm giọng nói vậy thì khởi động trận pháp bảo vệ dư thiên gật đầu ông ta quay đầu nhìn cánh cửa kia, khởi động trận pháp. Sứt lời, cả ngọn quỷ sơn đột nhiên rung lên dữ dội. Không ngờ Diệp Huyên này lại mạnh đến thế, hơn nữa trên người hắn còn có quá nhiều bảo vật nữa, thế lực sau lưng tên này chắc chắn không đơn giản. Tiếp tục xem đi, xem hắn đối phó với vạn quỷ trận này như thế nào. Trong bóng tối ở một nơi, mộ trâu của Bách Hiểu cắt nhìn Diệp Huyên, không biết đang nghĩ gì. Chương 946, kéo dài thời gian. Bên dưới, cả ngọn Quỷ Sơn bắt đầu rung động kịch liệt, vô số ác hồn bay ra từ trong những ngôi mộ trên núi, cuối cùng tập trung trên đỉnh núi, lúc này, cả đỉnh Quỷ Sơn đều là ác hồn lơ lửng. Những ác hồn này đều đang nhìn chằm chằm Diệp Huyên bên dưới, trong mắt bọn họ đầy vẻ tham lam. Diệp Huyên im lặng, lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhiều ác hồn như thế, không phải nhiều bình thường, hơn nữa còn rất mạnh lúc này một giọng nói hưng phấn đột nhiên vang lên trong đầu hắn tiểu chủ để ta đến để ta đến giọng nói của tiểu hồn diệp huyên ngây người tiểu hồn lại nói tiểu chủ có điều không biết ta có thể hấp thu những hồn phách này diệp huyên sửng sốt sau đó vội nói vậy ngươi mau đi ra hấp thu đi tiểu hồn nói không vội trong lòng đất ở đây vẫn còn vô số ác hồn đợi bọn họ thả ra hết ta hẳn ra cũng không muộn. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn Dư Thiên cách đó không xa, cười khẩy, đây là vạn quỷ trận của quỷ môn ông à. Ta thấy cũng chỉ đến thế mà thôi. Sứt lời, hắn nâng tay chém một kiếm, ác hồn bên phải lập tức bị chém nát. Nói xong, hắn quay đầu nhìn xuống dưới, đế khuyển và ông lão kia vẫn đang chiến đầu, nhưng lúc này, ông lão đã liên tục lùi về sau, chỉ có thể bị động phòng thủ. Kéo dài thời gian Bây giờ hắn muốn kéo dài thời gian đến khi đế khuyển xong việc, vì hắn không chắc quỷ môn còn có chiêu nào không. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn Dư Thiên, ta và quỷ môn không thủ không oán, vì sao quỷ môn lại bắt muội muội ta. chương 947, không thể ra tay. Dư Thiên lạnh lùng đáp trả, ai biết nàng ta là muội muội của ngươi chứ? Đương nhiên dù có biết, với thể chất đặc biệt của nàng ta, quỷ môn ta cũng sẽ không bỏ qua. Diệp Huyên từ từ siết chặt tay phải, vẻ mặt hắn bình tĩnh, bây giờ rốt của con bé sao rồi. Dư Thiên đang muốn trả lời, ông lão bên cạnh ông ta đột nhiên nói, hắn đang kéo dài thời gian. Nghe vậy, Dư Thiên giật mình, ông ta nhìn đế khuyển và ông lão bên dưới, sau đó, ông ta quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên, trả giá cho sự ngu ngốc của mình đi. Xuất lời, ông ta bấm quyết, miệng lẩm bẩm, vạn quỷ nghe lệnh, cắn. Nói xong, ông ta chỉ về phía Diệp Huyên. Những ác hồn trên quỷ sơn lập tức nhào về phía Diệp Huyên trong huyết trận như chó giữ chụp con mồi. Lúc này, thiên địa biến sắc. Vẻ mặt Diệp Huyên không chút cảm xúc, lúc ác hồn đến gần mình, hắn đột nhiên rút một thanh kiếm ra dơ lên không chung, hấp thu cho ông. Kiếm chấn hồn khẽ run lên, chẳng mấy chốc, khi diệp huyên vừa dứt lời kiếm chấn hồn trong tay hắn rung lên dữ dội sau đó nó tựa như một vòng xoáy hút hết ác hồn xung quanh vào bên trong trong chốc lát vô số tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên từ đỉnh núi xa xa đám người dư thiên sửng sốt không chỉ bọn họ mà tất cả mọi người xung quanh cũng thế khi tất cả mọi người lấy lại tinh thần tất cả ác hồn xung quanh đã bị kiếm chấn hồn hấp thu diệp huyên cầm kiếm trấn hồn lúc này hắn cảm thấy bên trong kiếm trấn hồn có vô số oán niệm và tiếng kêu thê lương giọng nói hưng phấn của tiểu hồn vang lên cảm ơn tiểu chủ bên trong những ác hồn này có vài tên không tệ sau khi hấp thu chúng nó ta sẽ chọn mấy tên để luyện chế âm hồn tiểu chủ bảo trọng nói xong kiếm trấn hồn lập tức biến mất diệp huyên ầm ầm sau hai tiếng nổ vang lên Hai cao thủ Thánh cảnh liên tục lùi lại. Thấy thế, Dư Thiên biến sắc, ông ta đang muốn ra tay thì bụng đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn, ông ta cúi đầu nhìn bụng mình, lúc này, bụng ông ta đã bị ăn mòn ra một lỗ thủng khổng lồ. Không thể ra tay. Chương 948, đây là có tự tin mà. Dư Thiên vội vã dừng lại, bây giờ nếu ra tay, ông ta sẽ càng bị thương nặng hơn. Lúc này Diệp Huyên xuất hiện trước mặt hai ông lão kia một lần nữa. Một đánh hai. Hai cao thủ thánh cảnh hoàn toàn không làm gì được Diệp Huyên. Nếu Diệp Huyên không mặc trang bị thần cấp kia thì bọn họ còn có cơ hội. Nhưng sau khi hắn mặc vào, bọn họ phát hiện mình không làm gì được Diệp Huyên cả. Diệp Huyên đang mặc trang bị thần cấp đấy. Hơn nữa, điều khiến bọn họ kiêng rẻ nhất là kiếm khí âm linh của Diệp Huyên, vì bọn họ không biết nó sẽ xuất hiện lúc nào lúc này bên dưới ngọn núi đột nhiên vang lên tiếng nổ to, tần tôn giả đang giao thủ với đế khuyển bay ra ngoài, sau đó đập mình lên vách núi đá. ầm, uhm. vách núi đá kia lập tức sụp xuống. đế khuyển đang muốn ra tay nữa thì tần tôn giả đã xoay người bỏ chạy, tốc độ vô cùng nhanh, chớp mắt một cái đã chạy trốn tới đỉnh núi. dư thiên đang muốn nói chuyện, tần tôn giả chợt cất lời rút lui, nói xong ông ta bay thẳng vào trong quỷ môn. Dư thiên ngay người, sau đó cũng xoay người chạy vào theo. Hai cao thủ thánh cảnh khác cũng muốn trốn, nhưng Diệp Huyên hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội, hắn giữ lấy hai cao thủ thánh cảnh, khi đế khuyển chạy đến. a à, đây là có tự tin mà. Nếu lúc đó bách hiểu các khai chiến với Diệp Huyên, dù cuối cùng có thắng cũng sẽ thiệt hại nặng nề. Mà nếu bách hiểu các tổn thất quá lớn, chắc chắn hôm sau bọn họ sẽ bị thế lực khác nuốt chừng. Như nghĩ đến điều gì, Mộc Châu quay đầu nhìn sang một bên, truyền lệnh xuống, đón huyên cô nương đến bách hiểu các ta, để người trong các bảo vệ. Vâng, chương 949. Trong bóng tối, một bóng người màu đen lặng lẽ lùi về. Bên dưới, Diệp Huyên dẫn đế khuyển đi tới trước quỷ môn, Diệp Huyên chém xuống một kiếm. Xoẹt. Một kiếm chém xuống, tia lửa bắn tung tóe nhưng quỷ môn lại không hề bị ảnh hưởng diệp huyên cau mày hắn nhìn về phía đế khuyển đế khuyển vung móng vuốt về phía trước ầm quỷ môn chấn động kịch liệt nhưng cũng chỉ thế mà thôi đế khuyển cao mày cánh cửa này không đơn giản diệp huyên xòe tay phải ra kiếm tiên linh trong tay biến thành kiếm khí âm linh một giây sau hắn đâm kiếm ra ầm quỷ môn lại rung lên một lần nữa, Diệp Huyên cũng lùi xa mấy trượng. Diệp Huyên cao mày, trong lòng hơi khiếp sợ, hắn không ngờ ngay cả kiếm khí âm linh cũng không ảnh hưởng đến nói. Phải biết rằng kiếm khí âm linh này chính là tiên khí đó. Đế khuyển nói, cánh cửa này hơi đặc biệt, e rằng chỉ có kiếm chấn hồn của ngươi mới có thể phá được. Tiểu hồn nói, thứ này cực kỳ không tầm thường, dù tiểu chủ có thể phát huy toàn bộ thực lực của ta cũng chưa chắc có thể phá được nó. Diệp Huyên nói với giọng điệu nặng nề, vậy ngươi có cách nào để chúng ta đi vào không? Tiểu hồn im lặng một lát rồi nói, nếu tiểu chủ muốn đi vào, chỉ có hai cách, một là bảo bọn họ cho người đi vào, hai là sử dụng thanh kiếm trên đỉnh tháp, kiếm kia có thể phá cánh cửa này. Diệp Huyên lắc đầu, hai cách này đều không thể thực hiện được. Chương 950 đặc biệt là cách thứ hai đến bây giờ hắn vẫn không thể sử dụng thanh kiếm kia đúng lúc này diệp huyên đột nhiên nghĩ đến một thứ đạo tắc không gian diệp huyên vội lấy đạo tắc không gian ra sử dụng nó hắn nhanh chóng cảm nhận được không gian xung quanh và bên trong cánh cửa kia im lặng một lát diệp huyên đột nhiên quay đầu nhìn về phía đế khuyển đi nói xong hắn nắm lấy vai đế khuyển sau đó hắn và đế khuyển lập tức biến mất. Sau khi Diệp Huyên và đế khuyển biến mất, mấy người đột nhiên xuất hiện, bọn họ đều nhìn về phía cánh cửa kia. Tên này là muốn tiêu diệt quỷ môn sao? Nói không chừng là vậy đấy, ông nhớ đến nhà họ độc cô và nhà họ cổ đi. Quỷ môn này cũng không yếu, hắn có thể tiêu diệt được à? Mỏi mắt mong chờ. Mộ Châu ở bên cạnh nhìn chằm chằm cánh cửa kia, nếu hôm nay Diệp Huyên thắng, chắc chắn sau này sẽ bớt đi rất nhiều người đến gây chuyện với hắn. Mà nếu Diệp Huyên thua thì chỉ có thể chạy trốn, như vậy, những người trong bóng tối kia sẽ ra tay. Cái giá rất lớn, nhưng cũng rất có sức hấp dẫn. Ngay cả Bách Hiểu Các cũng đang quan sát. Nếu bắt buộc, Bách Hiểu Các cũng sẽ ra tay. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là rốt cuộc Diệp Huyên có bao nhiêu lá bài tẩy một con yêu thú không thể khiến mấy người này từ bỏ được. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, đây là sào huyệt của bọn họ. Đế Huyền nhìn xung quanh, xung quanh tối đen như mực, sương mù đen bay khắp nơi, cực kỳ quỷ dị. Đế Huyền trầm giọng nói, cẩn thận một chút, tông môn này không đơn giản chút nào. Diệp Huyên gật đầu, đi tới đây, hắn đã phát hiện quỷ môn này có lẽ còn mạnh hơn cả nhà họ cổ. Đương nhiên thật ra nhà họ cổ cũng không yếu, chỉ là bọn họ gặp phải yêu nghiệt như giản tự tại thôi. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 38